Thiên đạo đồ thư quán. Trương Huyền. Chương 3791, thư viện dung chuyển. Điền Phi, Triệu Mạnh, các ngươi khinh người quá đáng. Không nghĩ tới đệ nhất thiên tài của gia tộc mình, bị các gia chủ thực lực tương đương hắn đánh, Lâm gia chủ cũng kìm nén không được. Bành bành bành. Sau mấy tát, hắn cũng ngồi dưới đất, triệt để choáng váng. Trước đó hắn thân là gia chủ đệ nhất gia tộc, mặc dù không phải đối thủ của Lâm Tạ, nhưng Điền Phi, Triệu Mạnh thì tiện tay liền có thể đánh bại, lúc nào bọn họ lợi hại như vậy. Mấy người này, hình như có thể trước thời hạn nhìn ra chiêu số của hắn, bất luận loại võ công nào, ở trước mặt đối phương đều không đỡ nổi một đòn, tùy tiện bị đánh tan. Đơn đấu với đệ tử Lâm gia bọn hắn một lần. Đang không biết xảy ra chuyện gì, Điền Phi hừ một tiếng. Ngay sau đó sau lưng đi ra một thiếu niên bị què. Lâm gia chủ nhận ra được, là một phế vật nổi danh Điền gia, từ khi bị thương, liền trở nên tinh thần sa sút, tu vi ở cùng tuổi là yếu nhất. Thiếu niên bị què tới trước mặt các đệ tử Lâm gia, một người một kiếm, tung hoành tả hữu, không đến 10 phút, mấy chục tên đệ tử Lâm gia lại bị hắn một người đơn đấu. Lâm gia chủ điên rồi. Cái phế vật này, lúc nào trở nên mạnh mẽ như vậy? Người Điền gia đến cùng thế nào? Sau nửa canh giờ, toàn bộ Lâm gia, tất cả cao thủ đều bị người đồng lứa đơn đấu, không một chiến thắng, tất cả đều thảm bại chấm dứt. Nhanh đi kiểm tra, vì sao bọn họ thoáng cái biến thành lợi hại như vậy? Tam đại gia tộc, bình thường minh tranh ám đấu, không ít tranh tài, dưới tình huống bình thường, Lâm gia đều xếp thứ nhất, ai cũng không cách nào chống lại, lúc nào tùy tiện bị nghiền ép, một chút phản kháng cũng không có. Vâng. Quản gia vội vã đi ra ngoài, thời gian không dài, sưng mặt sưng mũi đi trở về. Xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ bọn họ còn ngăn cổng? Lâm gia chủ nghiến răng. Không phải nói xấu thành chủ vài câu sao, còn cần hai đại gia tộc chặn cổng kiếm chuyện sao? Không phải, là trên đường gặp mấy ăn mày, vốn có thể tùy tiện nghiền ép, nhưng đột nhiên bọn hắn đều biến thành cao thủ, đánh ta một trận. Quản gia sắp chảy ra nước mắt. Ăn mày. Lâm gia chủ run rẩy. Đường đường Lâm gia, ăn mày cũng có thể khi dễ. Nghe nói bọn họ đều nghe thành chủ giảng bài, mới trở nên lợi hại như. Vậy, vô luận tu vi hay sức chiến đấu đều tăng lên. Quản gia nói. Nghe thành chủ giảng bài, có hình ảnh ghi chép không? Lâm Tạ vội vàng nhìn qua. Ta tốn giá tiền rất lớn, thật vất vả tìm được một phần. Quản gia gật đầu lấy ra một ngọc tinh ghi chép. Đưa tới. Thần lực tràn vào, vội vàng nhìn lại, ngay sau đó nhìn thấy một thanh niên ngồi ở trên bia đá, âm thanh vang vọng lên. Chỉ nghe một hồi, thân thể của Lâm Tạ và Lâm gia chủ đều mềm nhũn ngã trên mặt đất. Thẳng đến lúc này, bọn hắn rốt cuộc minh bạch, vì sao Điền gia, Triệu gia đột nhiên trở nên mạnh mẽ như vậy, bọn họ xa xa không phải đối thủ, tất cả đều bởi vì nghe tân nhiệm thành chủ giảng bài. Hình ảnh chỉ có thể ghi chép âm thanh, đối với tu vi tăng lên đã không có tác dụng quá lớn. Lâm gia chúng ta mất đi cơ hội tốt nhất, về sau sẽ xóa tên khỏi tam đại gia tộc, biến thành thế lực nhị lưu. Lâm gia chủ cùng Lâm Tạ mặt đầy đắng chát, giờ mới hiểu được chuyện gì xảy ra. Dù Ngọc Tinh có thể ghi chép ảnh tượng, nhưng hiệu quả kém xa nghe ở hiện trường, mà bọn họ mất đi cơ hội tốt nhất, gia tộc suy yếu thành kết cục đã định. Sớm biết lợi hại như vậy, liền nghe Mính Lai Hương nói. Lâm Tạ chảy nước mắt nói. Khó trách Mính Lai Hương lợi hại như vậy, nhưng ngoan ngoãn tin tưởng và nghe theo đối phương, trợ giúp hắn leo lên vị trí thành chủ, loại năng lực này, quả thực quá nghịch thiên. Lúc trước nếu bỏ xuống mặt mũi, chạy tới nghe giảng bài, đoán chừng hiện tại vẫn là đệ nhất gia tộc, đáng tiếc. Không có nếu như, hao phí lực lượng của bát đại trưởng lão. Lại ngay cả bọn người Điền Phi cũng không thể chiến thắng. Chú định Lâm Tạ hắn, thậm chí toàn bộ Lâm gia, sẽ trở thành trò cười lớn nhất của Dạ Huy Thành. Đây là chỗ hạch tâm nhất của U Hồn Thiên, U Hồn Hoàng Thành. Không biết sự tình phát sinh ở Dạ Huy Thành, không biết gia tộc mạnh mẽ nhất vì vậy mà suy yếu, Tề Linh Nhi nhìn mọi người nói. Trương Huyền nhìn lại, mấy người đang đứng ở trong truyền tống trận hình tròn to lớn. Trận pháp vừa mới vận chuyển kết thúc, bốn phía vẫn di tán lấy không gian ba động kịch liệt.
Tối hôm qua giảng 2 canh giờ, vô số thần linh hạ phẩm đột phá đến trung phẩm đột phá đến thượng phẩm, toàn bộ Dạ Huy Thành một đêm số lượng cường giả đột phá vượt qua 30 năm trước kia cộng lại. Để trên không thành thị xuất hiện linh khí chân không. Mấu chốt nhất là, mặc kệ người, thần thú hay vũ khí có linh tính, chỉ cần nghe khóa, đều được gợi ý lớn, tu luyện tiến thêm một bước. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Dạ Huy Thành đều phục tân nhiệm thành chủ sát đất. Đương nhiên, những cái này đối với Trương Huyền mà nói, đã nhìn lắm thành quen, không tính là gì. Rời khỏi truyền tống trận, nhìn sang Hoàng Thành trước mắt, lớn hơn Dạ Huy Thành không biết gấp bao nhiêu lần, nhân số cũng nhiều hơn, nhưng không có chật chội như vậy. Thành thị sạch sẽ gọn gàng, các loại kiến trúc bố cục vô cùng hợp lý, trên không phi hành đủ loại thần thú, từng tòa núi lớn lơ lửng ở trên không, mây mù lượn lờ, để cho người ta trong lúc nhất thời không biết thân ở phương nào. Có thể ở thần sơn trên không Hoàng Thành, đều là đại gia tộc, thế lực lớn, trưởng khống giả trong đó thấp nhất đều là thiên thần thượng phẩm. Thấy bộ dáng của hắn, Tề Linh Nhi giải thích. Thiên thần thượng phẩm, không hổ là Hoàng Thành, quả nhiên đáng sợ. Trương Giáp tự lẩm bẩm. Trước đó nó chỉ là thần linh thượng phẩm, ở Dạ Minh Thành liền có thể. Diễu võ dương oai, thậm chí ngay cả thành chủ cũng có thể không quan tâm. Mà trước mắt, cao thủ thực sự quá nhiều. Không nói cái khác, tùy ý quét mắt, liền phát hiện ít nhất 5 thần thú tu vi cao hơn nó không ít. Vốn đang cảm thấy có chút kiêu ngạo, nhất thời thu vào, không dám tiếp tục nói nhiều. Giống như 100 vạn phú ông đột nhiên đến phú uôn, vốn đang cảm thấy có tiền, nhìn thấy những người này, mới hiểu được mình không bằng hạt bụi. Sợ cái gì, cường ca ở đây, u hồn Hoàng Thành, ca mang ngươi chinh phục. Tôn Cường khẽ mỉm cười, vẻ mặt tự tin. Trương Huyền nhướng mày. Thiên phú của ngươi yếu như vậy, tự tin cái dám. Trương Giáp không lên tiếng, gẩy tay Tôn Cường đang choàng vai hắn xuống, tươi cười nhìn về phía tiểu hoàng kê cách đó không xa. Lão đại, ta có thể giúp ngươi làm chút gì không? Tiểu hoàng kê mặt không cảm xúc. Ta muốn chết, nếu không ngươi chết cho ta xem một chút được không? Trương Huyền che chán. Đây là một đám đồ chơi gì à? Trước tìm địa phương ở lại, ngươi có nơi ở không? Không tiếp tục để ý mấy kỳ hoa này. Trương Huyền nhìn về phía Tề. Linh Nhi, một mình hắn mà nói, ở hay không ở không quan trọng, nhưng cha mẹ. Theo sau lưng một đường bôn ba, nhất định phải tìm địa phương nghỉ. Ngơi mới được. Tuy truyền tống trận tốc độ rất nhanh, nhưng thực lực của bọn hắn xa xa không kịp, cưỡng ép sử dụng, đối với thân thể vẫn có tổn thương nhất định. Ta trước đó một mực ở gia tộc, sau khi thành niên liền rời Hoàng Thành. Tề Linh Nhi lúng túng nói. Vậy tùy ý tìm một chỗ đi. Trương Huyền khoát tay áo. Trên đường tới cũng biết gia tộc đối phương cho dù ở Hoàng Thành, cũng coi như khá cao, bản thân một ngoại nhân khẳng định không cách nào vào cư trú, hơn nữa loại địa phương này có rất nhiều quy củ, cực kỳ phiền phức, còn không bằng ở bên ngoài, tìm hiểu tin tức tốt hơn. Bởi vì ngoài Hoàng Thành người tới rất nhiều, rất dễ tìm chỗ ở. Chưa tới một canh giờ đã tìm được một tiểu viện thỏa mãn, chỉ là giá cả đắt hơn Dạ Minh Thành không biết bao nhiêu lần. Bất quá đối với Trương Huyền hiện tại mà nói, cũng không tính là gì. Đây là 50 viên Mỹ Dung Đan, ngươi nghĩ biện pháp bán ra, thuận tiện giúp ta tìm hiểu sự tình linh thần. Lấy ra mấy bình thần nguyên đan đưa tới. Trên đường tới, dùng tiền lần trước bán ra, lại mua không ít thần nguyên đan hạ phẩm. Đối với hắn mà nói, chuyện chân khí không cần chi phí quá nhiều. Tốt. Tề Linh Nhi xoay người đi ra tiểu viện. Người đi hỏi thăm bố cục của U Hồn Hoàng Thành một chút. Thuận tiện tìm hiểu tin tức lộ sung, nếu như tìm không thấy, liền hỏi thăm Càn Khôn Ma Quân vừa mang về thiên tài đi nơi nào. Trầm tư một chút, Trương Huyền truyền âm cho Tôn Cường. Lộ sung ở Thần Sơn đột phá, bị U Hồn Thiên Càn Khôn Ma Quân mang đi, không có gì bất ngờ xảy ra. Hẳn là ở trong U Hồn Hoàng Thành. Còn ở nơi nào, thì thật không biết rõ tình hình. Vâng. Tôn Cường gật đầu, lui ra ngoài. Hai người rời khỏi, an bài tốt cha mẹ, Trương Huyền lấy ra dây chuyền trong ngực, vẻ mặt lặng im. Lạc Nhược Hy đến cùng ở đâu? Ở thần giới, đến cùng có loại thân phận nào? Hắn hoàn toàn không biết gì cả.
Bất quá thời gian đối phương và mình ở chung có thể thấy được, địa vị nhất định không thấp, nếu không cũng sẽ không cẩn thận như vậy. Có lẽ, có thể từ giọt máu này ra tay. Nhìn về phía mặt dây chuyền, chất lỏng màu đỏ sẫm, tâm thần Trương Huyền khẽ động. Mặt dây chuyền là Lạc Nhược Hy đưa cho, trong đó phong cấm huyết dịch, không biết có phải của nàng hay không, có điều cho dù không phải, cũng có liên hệ với nàng. Địa phương khác không cách nào điều tra thân phận của đối phương, thứ này có lẽ có thể vận dụng huyết dịch, có thể dò xét ra rất nhiều thứ, thậm chí tìm ra vị trí cụ thể của đối phương. Thử một chút, trước đó thực lực quá yếu, không cách nào tới gần, lúc này thân thể, linh hồn, thần lực đều đạt đến thần linh thượng phẩm đỉnh phong, hẳn có thể tiếp xúc một chút. Xung quanh bố trí tốt trận pháp, ngón tay điểm một chút, mặt dây chuyền lập tức lơ lửng giữa không trung. Tinh thần khẽ động, ý niệm lan ra. Vách ngoài mặt dây chuyền, không biết do tinh thạch gì cô đọng thành mà cực kỳ chắc chắn, lực lượng của hắn bây giờ không cách nào phá mở, có điều tinh thần lại có thể lan qua. Rất nhanh tiếp xúc, huyết dịch yên tĩnh nằm trong dây chuyền, dường như không có chút năng lượng nào, lại như một loại nham thạch dày nặng, không cách nào động đậy. Trương Huyền nghi hoặc, tinh thần lan qua. Mới vừa tiếp xúc, liền cảm thấy thân thể run lên, khí tức quen thuộc lần nữa tràn vào toàn thân, thời điểm vừa trùng sinh không lâu, thanh âm mênh mông cổ điển kia lần nữa nổ vang ở trong đầu. Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cầu. Nhật nguyệt doanh chắc, thiên địa hữu thiếu. Vũ trụ vạn pháp, thiên đạo hữu tự. Đại đạo chi hành, thiên hạ hữu công. Nghe được thanh âm này, thư viện trong đầu rung động. Trương Huyền chỉ cảm thấy hai mắt choáng váng. Bành! Từ trên giường té ngã trên đất, ngất đi tại chỗ. Hết chương 3791. Chương 3792. Danh sư đường ở thần giới. Ở thần giới. Trong mơ hồ, loáng thoáng nhìn thấy bản thân đi vào trên một đóa mây trắng, trống rỗng không có cái gì. Đám mây theo gió phiêu lãng, không biết đi đâu. Một bóng người ngồi trên đám mây. Nhìn lục địa dưới chân không biết bao lớn, vô số thần linh và kiến trúc giống như bảo vệ, cũng giống như đang đợi, không nhúc nhích, tựa như không còn hô hấp. Tiền bối, Trương Huyền nghi hoặc, đi vào trước mặt. Tu vi đến tình trạng như hắn, hầu như không bao giờ nằm mộng, đột nhiên đi tới nơi này, khẳng định có nguyên nhân. Bóng người không có mở miệng, không có mở mắt, âm thanh lại vang vọng ở trong óc. Có thể đi ra con đường của mình. Ta không nhìn lầm người, hy vọng có thể càng đi càng xa. Mau chóng tu luyện đi, ta không kiên trì được bao lâu. Mặt khác, ngưng tụ nhiều thiên đạo chi thư một chút, đối với người hiện tại mà nói, có chỗ tốt không tưởng tượng nổi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tiếng nói còn không kết thúc, toàn thân Trương Huyền siết chặt, vội vàng ngồi dậy, lần nữa mở mắt, phát hiện vẫn ở trong phòng. Trước đó nhìn thấy tất cả như là ảo giác. Xảy ra chuyện gì? Chuyện vừa rồi quá chân thực, cho người ta một loại cảm giác không phân rõ thực tế hư ảo. Mặc dù tu vi của hắn không cao, có thư viện trấn thủ, ý chí lực và hồn phách cực kỳ cường đại, huyễn cảnh bình thường, thậm chí tâm ma, cũng không cách nào ảnh hưởng mảy may. Giờ phút này lại sinh ra một loại cảm giác phân không rõ, bóng người kia đến cùng là ai? Vì sao biết thiên đạo chi thư? Chẳng lẽ là Khổng sư? Biết hắn nắm giữ thiên đạo chi thư, thiên đạo thư viện, chỉ có Lạc Nhược Hy và Khổng sư, đạo thân ảnh vừa rồi kia, tuy thấy không rõ dung mạo, cũng nhớ không rõ dáng người cụ thể, nhưng tuyệt đối là nam tử. Đã như vậy, chỉ có thể là vạn thế chi sư. Không kiên trì được bao lâu, hẳn là hắn nói chuyện tỉ thí với vị kia của tự tại thiên. Vừa tới thần giới liền nghe nói. Thiên Túng Đại Đế và Đế Quân Tự Tại Thiên sắp tỉ thí, cả hai đều là cường giả đỉnh phong nhất của thần giới, ai thua ai thắng, thật sự không biết. Bất kể có phải hay không, thực lực của ta bây giờ quá yếu, căn bản vô lực dính líu. Thần linh thượng phẩm, thậm chí thiên thần trung phẩm bình thường cũng chưa chắc có thể chống lại, thoạt nhìn không yếu, nhưng đối mặt Khổng sư, Đế Quân, hắn vẫn kém quá nhiều. Cho dù tìm được đối phương, cũng khẳng định giúp không được gì. Làm không cẩn thận còn có thể mang đến phiền phức. Không bằng trước tận lực tăng cao tu vi lại nói. Tinh thần khẽ động, nhìn về phía thư viện. Trước đó thứ này chấn động,
để hắn hôn mê, nhìn một chút có phải phát sinh biến hóa gì hay không. Nghiên cứu một hồi, Trương Huyền lui ra. Không có thay đổi chút nào, giống như trước đó, dường như chuyện lúc trước không tạo thành ảnh hưởng gì. Xem ra phải như đối phương nói, nắm chặt thời gian cô đọng thiên đạo chi thư. Thứ này ở dưới thiên đạo không người có thể ngăn cản, sau khi đi vào thần giới, thư viện và thiên đạo thần giới dung hợp, uy lực khẳng định tăng thêm lần nữa, không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ cần không phải đế quân, thần vương phong hào cũng gánh không được. Thật có được một đống, thần giới trừ đế quân, thì ai hắn cũng không sợ. Lần nữa cất kỹ dây chuyền, có kinh nghiệm lần này, hắn biết trong thời gian ngắn là không nghiên cứu được. Đẩy cửa đi ra tiểu viện, lúc này mới phát hiện, vừa rồi thoạt nhìn hôn mê thời gian ngắn, lại đã qua hơn 2 canh giờ, Tôn Cường đã tìm hiểu xong tin tức trở lại tiểu viện. Thiếu gia, đi vào trước mặt, Tôn Cường đưa qua một ngọc bài. Trương Huyền nhận lấy, tinh thần quét tới. Phía trên ghi chép toàn bộ bố cục và thế lực phân chia của U Hồn Hoàng Thành. Cường đại nhất ở Hoàng Thành đương nhiên là Càn Khôn Ma Quân, một trong cửu thiên cửu đế. Ma Quân từ trước tới nay không hỏi thế sự, ở trong kiền nguyên điện của Càn Khôn Thần Cung, hầu như không ai thấy qua chân thân. Còn lại người mạnh nhất là 3 đại thần vương phong hào, theo thứ tự là lão tổ của Tề Linh Nhi, Tề Mãnh. Lão tổ thượng quan gia tộc thượng quan Vô Phong, cùng với lão tổ Nam Cung gia tộc Nam Cung Bình. Nam Cung Bình ở 40 năm trước bị Thiên Túng Đại Đế đánh thân tử đạo tiêu, nhưng được hậu nhân gia trì, mượn u hồn trì đã sinh ra linh trí, phục sinh là chuyện sớm hay muộn, lại thêm trong tộc còn có 2 vị thần vương tọa chấn. Địa vị cường đại như trước, không có người có thể dao động. Sự tình Lộ Xung tiểu thiếu gia dính dáng tới đế quân, tạm thời tìm hiểu không đến, chẳng qua ta đã biết chỗ ở của đế quân, ở trong u hồn điện trên không hoàng thành. Tôn Cường nói tiếp, nếu như đối phương thật muốn mang tiểu thiếu gia đi tu luyện, 10 phần sẽ ở đó. Trương Huyền gật đầu, các học sinh của mình, từ khi bắt đầu tu luyện liền dùng công pháp thiên đạo tinh giản, cơ sở vững chắc, hầu như không đi đường dễ gì, hơn nữa đối với võ kỹ lý giải cực cao, được cường giả đế quân coi trọng không gì đáng trách. Đường đường đại đế, ở trên thần sơn lưu lại thanh âm, chắc hẳn sẽ không tự hạ thân phận. Cố ý nói dối. Cho nên tạm thời mà nói, không có bất kỳ nguy hiểm gì, có điều làm sư. Phụ, vẫn nên biết hướng đi, cùng với hiện tại trải qua như thế nào, nếu không như ý, cùng lắm thì nghĩ biện pháp cứu người trở về. Tề Linh Nhi trở về chưa? Tạm thời còn chưa trở lại, có điều Mỹ Dung Đan đã bán ra hơn 30 viên, để cho người ta đưa tin tới, tiền đã chuyển tới thẻ của thiếu gia. Còn tin tức linh thần thì chưa hỏi thăm ra được. Tôn Cường nói. Trương Huyền khẽ đảo cổ tay, lấy thẻ ra, tinh thần quét một vòng, quả. Nhiên phát hiện con số trong đó phát sinh biến hóa, trước đó luân phiên sử dụng, tiền tiết kiệm đã tiêu hao không sai biệt lắm, giờ phút này nhiều hơn 4 vạn điểm. Xem ra mỗi một viên giá cả vẫn là 1.500 thần tệ. Lúc trước ở Dạ Minh Thành cũng cung không đủ cầu, địa phương lớn như U Hồn Hoàng Thành. Muốn bán ra, khẳng định cực kỳ đơn giản. Chỉ là giai đoạn trước làm sao mở ra thị trường mà thôi. Đương nhiên, loại sự tình này không cần hắn bận tâm, chỉ cần nghĩ biện pháp ra chỉ thiên đạo chi khí vào thần nguyên đan là được. Biết Tề Linh Nhi còn không có tìm hiểu được tin tức của Lạc Nhược Hy, Trương Huyền chẳng muốn đi ra ngoài, lần nữa về phòng củng cố tu vi. Một đêm sau, thư viện dung chuyển sinh ra di chứng triệt để khôi phục. Mặc dù thực lực không có đột phá, nhưng sức chiến đấu lại tăng lên không ít. Đáng tiếc, vẫn không có cân nhắc ra pháp quyết thiên thần cảnh. Những ngày này cũng không nhàn rỗi, lúc tu luyện không ngừng cân nhắc công pháp, mặc dù biết phương hướng, nhưng muốn sáng chế một bộ công pháp hoàn toàn khác biệt, hiển nhiên không dễ dàng như vậy. Khoảng cách đột phá, dù chỉ còn lại một tia, nhưng lại không cách nào thành công. Vẫn phải tìm sách nhìn. Nếu như có thể siêu tập ra công pháp thiên thần cấp bậc thiên đạo, có lẽ có thể suy luận thành công. Cân nhắc bình thường, không có mấy tháng, muốn hoàn thiện pháp quyết đột phá thiên thần cảnh, gần như không có khả năng, trừ khi có thể siêu tập thiên đạo pháp quyết, mượn cơ hội kích phát linh cảm. U Hồn Hoàng Thành này, có danh sư đường không? Ra khỏi phòng, tìm tới Tôn Cường. Danh sư đường đại công vô tư, siêu tập công pháp tuyệt đối thích hợp nhất. Hơn nữa học viên trong đó tôn sư trọng đạo,
nhìn tư chất tốt truyền thụ công pháp, thu làm học sinh, lại càng dễ sinh ra thiên đạo chi thư. Trước đó Hoàng Thành là không cho phép xuất hiện, về sau Thiên Túng Đại Đế và Càn Khôn Ma Quân đại chiến một trận, đã có thể công khai truyền thụ, chỉ là thu nhận học viên, tư chất vẫn như cũ không bằng học sinh bình thường của U Hồn Thiên. Tôn Cường nói, có điều, năng lực của những danh sư kia đều rất mạnh, học viên thiên phú không mạnh, nhưng giảng dạy học sinh, năng lực tổng hợp lại không kém học viện, dẫn tới không ít người, đều đưa hài tử không có thiên phú tới. Trương Huyền gật đầu, thân là danh sư, tự nhiên biết năng lực của danh sư, chỉ điểm tính nhắm vào, có thể khiến người ta tiến bộ càng nhanh, càng tốt hơn, cho dù học viên thiên phú bình thường, chỉ cần bỏ ra cố gắng, khả năng thành công cũng sẽ không nhỏ. Mang ta đi nhìn một chút. Xác định có danh sư đường, Trương Huyền không có quá nhiều chần chừ, bảo Tôn Cường dẫn đường. Dù U Hồn Thiên không cấm danh sư, nhưng trước mắt danh sư đường vẫn không thể giống như danh sư đại lục, trở thành trụ cột tinh thần của một thành, một quốc gia, thậm chí hậu thuẫn mạnh nhất chỉ là các loại chức nghiệp phổ thông mà thôi, thậm chí so khí, luyện đan cũng kém xa tít tắp. Bởi vậy chiếm diện tích cũng không lớn. Nhìn kiến trúc đơn sơ trước mắt, Trương Huyền lắc đầu. Cửu thiên cửu đế, ăn sâu bén rễ, cho dù khổng sư chiến thắng càn khôn ma quân, danh sư đường truyền thụ đệ tử hiệu quả rõ như ban ngày, nhưng ở U Hồn Hoàng Thành vẫn không phải chính thống. Hai vị là tới nghe Phạm Triết lão sư giảng bài sao? Vừa tiến vào, một thanh niên cười rạng rỡ tiến lên đón. Phạm Triết lão sư, Trương Huyền nghi hoặc, là danh sư thiên thần trung phẩm, là vương bài lão sư của danh sư. Đường chúng ta hiện nay, giảng bài vô cùng tốt, bởi vì bị phụ huynh nghi ngờ, ngày hôm nay chuyên môn giảng bài công khai, các ngươi muốn vào, ta chỗ này có hai vé nghe giảng bài. Thanh niên nói, tiết này giảng giải cái gì? Trương Huyền hỏi, thiên thần trung phẩm rất mạnh mẽ, nhưng nếu như giảng giải chương trình học không thích hợp bản thân, thì không cần thiết đi qua. Giảng giải là làm sao đột phá thiên thần, cùng với ưu khuyết điểm và năng lực thực chiến của thiên thần cảnh. Thanh niên nói, cho ta hai vé. Trương Huyền gật đầu, đang không có công pháp thiên thần cảnh, đối phương giảng giải có lẽ có thể có chỗ dẫn dắt. Phụ huynh học sinh miễn phí, không phải mà nói, 10 thần tệ. Đưa tới hai tấm vé vào cửa, thanh niên xòe bàn tay ra. Biết chương trình học của thiên thần cảnh trung phẩm đáng cái giá này, Trương Huyền cũng không nhiều lời, ra hiệu Tôn Cường đưa tiền, nhận lấy vé nghe giảng bài, đi về phía lớp học của đối phương. Vừa đi vừa quan sát bốn phía. Danh sư đường này, so với ở danh sư đại lục thì kém quá nhiều, đơn sơ. Không nói, chủ yếu nhất là không có nhân khí, ẩn hiện một ít học viên, quả thực giống như Tôn Cường nói, thiên phú quá kém, hơn nữa tàn tật chiếm đa số. Ở dưới cửu thiên cửu đế thống trị, muốn trở thành đại đế mới, khai cương liệt thổ, tự nhiên không có dễ dàng như vậy. Địa phương Phạm Triết lão sư giảng bài ở một góc của danh sư đường, rất mau tới trước mặt, đẩy cửa đi vào. Có học sinh, có phụ huynh, tầm hơn 50 người. Một lão giả tinh thần quắc thước đứng ở trên đài, toàn thân khí tức tinh thuần, từ xa nhìn lại, cho người ta một loại cảm giác áp bách nồng đậm. Trương Huyền và Tôn Cường liếc mắt nhìn nhau, dựa theo vị trí trên vé ghi chú, ngồi xuống. Bắt đầu lên lớp. Chờ hơn 10 phút, Phạm Triết lão sư tính toán thời gian, lúc này mở. Miệng nói. Hết chương 3792. Chương 3793. Sư náo. Cái tiết khóa này, ta nói là làm sao đột phá thiên thần. Đối với tu hành giả mà nói, nếu như thần linh là ngưỡng cửa thứ nhất khi bước lên con đường tu đạo, thiên thần chính là cái thứ hai khó mà đột phá. Một khi thành công, một bước lên trời, ở một ít thành thị nhỏ, đều có thể lên làm thành chủ, thậm chí hoàng thành, cũng có thể đạt được chức vụ. Vệ đội đội trưởng, mọi người đều biết, thăng cấp cảnh giới này, cần hai phương pháp, thứ nhất, huyết mạch tinh thuần, loại người này cho dù không tu luyện, cũng có thể đột phá. Như các cường giả long tộc ở Vân Ly Thiên, huyết mạch hạch tâm, trưởng thành liền có thể đến thiên thần cảnh, để rất nhiều tu luyện giả nhân loại theo không kịp. Còn có hậu bối đời thứ nhất của thần vương Phong Hào, trở thành thiên thần, là sự tình ván đã đóng thuyền. Hậu bối đời thứ 2 90%, đời thứ 3 80%. Cứ thế suy ra,
kèm theo sinh sôi càng nhiều, huyết mạch hậu bối càng mỏng manh, tỷ lệ trở thành thiên thần cũng sẽ giống như người bình thường từ từ nhỏ dần. Huyết mạch, vừa ra đời đã chú định, vô lực thay đổi, đối với người bình thường mà nói, chỉ có thể sử dụng biện pháp thứ hai thăng cấp. Cũng chính là tu luyện, thông qua tu luyện trở thành thiên thần, độ. Khó lớn như thế nào không cần ta nhiều lời, chư vị chắc hẳn cũng rõ ràng, không chỉ cần công pháp thích hợp bản thân, càng phải có kỳ ngộ. Và quyết tâm, lòng tin, thần linh thượng phẩm, có thể thành công đột phá, tỷ lệ không cao hơn 1%. Bởi vậy, mỗi một thiên thần, đều không có dễ dàng như vậy. Hiện tại ra nói cho mọi người một chút, một ít phương pháp và thủ đoạn đột phá phổ biến. Phạm Triết lão sư bắt đầu giảng giải. Nghe một hồi, Trương Huyền nhịn không được gật đầu. Chương trình học của người trước mắt này, mặc dù có chút dập khuôn, buồn tẻ không thú vị, để cho người ta không có quá nhiều hứng thú, nhưng truyền thụ kiến thức vô cùng tinh chuẩn, không có bất kỳ sơ suất, đối với tu luyện giả, đặc biệt là người sắp đột phá, có dẫn dắt và tác dụng rất lớn. Học tập một hồi, cảm giác được lợi rất nhiều, biết thiên thần cảnh càng thêm triệt để và tỉ mỉ. Biết tiếp tục nghe cũng không còn ý nghĩa, đang định rời khỏi phòng học, tìm kiếm thư tịch, cửa phòng đột nhiên mở ra, hai bóng người đi vào. Đi đầu là một trung niên, dáng người cao to, mặc khôi giáp màu bạc, nhất cử nhất động tỏa ra mùi vị thiết huyết và dữ tợn. Vừa nhìn liền biết trải qua sa trường, giết qua người. Phía sau hắn là một thiếu niên gầy yếu, vẻ mặt trắng bệch, khí tức nhỏ. Yếu, bị nội thương rất nặng, tuy tính mạng không ngại, nhưng nhìn bộ. Dáng lúc này, về sau muốn đột phá sẽ không dễ dàng như vậy. Là tướng lĩnh quân đoàn ngân giáp. Tu vi thấp nhất cũng thiên thần trung phẩm. Có thể ở trong quân đội đạt được ngân giáp, chỉ là thiên thần trung phẩm còn chưa đủ, còn phải có thực lực cực mạnh và công lao rất lớn. Loại người này tới đây làm gì? Là con của hắn, bởi vì hắn và vợ đều bị tổn thương qua, nên con trai thiên phú rất kém, không thể đi vào học viện chính quy, nên gửi ở chỗ. Phạm Triết lão sư tu hành. Bốn phía nghị luận. Ngân giáp tướng lĩnh. Trương Huyền nhìn lại, quả nhiên cảm thấy trong cơ thể vị này ẩn chứa lực lượng kinh người, mạnh hơn đám người Mính Lai Hương rất nhiều. Ngươi chính là Phạm Triết. Đánh gãy giảng bài, ngân giáp tướng lĩnh đi vào trong đại sảnh, sắc mặt tái xanh, từng đoàn lửa giận trong mắt không ngừng thiêu đốt. Chính là lão phu. Phạm Triết lão sư gật đầu. Dung sư hại người. Ngày hôm nay ta sẽ dạy ra hỏa dạy hư học sinh như ngươi. Ngân giáp tướng lĩnh hét lớn một tiếng, thân thể nhảy lên, nắm đấm gào thét vào tới lão giả trước mắt. Ba ba ba. Còn ở trên không, khí thức liền bị đè nát, khí lưu cả phòng tán loạn. Ngươi. Phạm Triết lão sư sững sờ, vội vàng lui về phía sau. Lạch cạch. Bàn giáo viên ở dưới quyền phong chia năm xẻ bảy, hóa thành bột mịn. Phạm Triết lão sư nâng cánh tay lên, vừa định phản kích, nhưng nhớ tới quy định của danh sư đường, cắn răng, tay lại để xuống. Bành! Ngực bị đánh trúng, sống lưng đâm vào trên vách tường, đập ra một cái lỗ to, Phạm Triết lão sư hơi đỏ mặt, phun ra một ngụm máu tươi. Bàn về thực lực, hắn và đối phương không kém bao nhiêu, nhưng đối phương là tướng lĩnh chinh chiến, sát khí cực nặng, toàn lực ngăn cản cũng chưa chắc có thể chống lại. Huống chi cứng rắn bị đánh một trường. Dừng tay. Có lời gì từ từ nói. Ngươi muốn làm gì, dám làm trái quy định. Những người khác cũng phản ứng lại, lập tức có mấy phụ huynh lao đến, ngăn ngân giáp tướng lĩnh lại. Tướng lĩnh gầm thét. Làm gì, để cho ta đánh chết lão sư ngu ngốc này. Vị phụ huynh này, đến cùng chuyện gì, coi như ngươi muốn đánh chết ta, cũng phải để cho ta biết xảy ra chuyện gì chứ. Phạm Triết lão sư giãy giụa đứng dậy, điều tức khôi phục một chút khí lực, nghi ngờ nhìn qua. Hắn có thể khẳng định, vị trước mắt này, trước kia chưa bao giờ thấy qua. Con ta Trác Nham là học sinh của ngươi. Thấy hắn không biết, ngân giáp tướng lĩnh càng thêm tức giận, chỉ thiếu niên bị nội thương. Phạm Triết lão sư gật đầu. Ta tin tưởng ngươi, mới đưa con trai tới nơi này học tập, mà ngươi thì sao? Lên lớp không cố gắng giảng. Sau khi tan học, để hài tử đi trường luyện thi. Biết ngươi là muốn kiếm tiền, không có gì để nói. Nhưng ngươi phải hảo hảo dạy A Hát, ngươi làm sư, truyền thụ phương pháp tu luyện sai lầm, để hắn tẩu hỏa nhập ma.
Còn có mặt mũi nói có chuyện gì? Ngân Giáp tướng lĩnh tức sắp nổ tung. Tẩu hỏa nhập ma. Phạm Triết lão sư sững sờ, nhìn về phía thiếu niên trước cửa, quả nhiên thấy nội thương của hắn có chút không đúng, giống như tẩu hỏa nhập ma. Ta truyền thụ cho hắn đều là công pháp cơ bản, không có sai lầm chút nào, tại sao có thể như vậy? Phạm Triết nhịn đau, đi vào trước mặt, ngón tay đưa qua. Trương Huyền không ra tay, cũng không nói chuyện, đồng dạng nhìn lại. Ở danh sư đại lục, tiền thân của hắn đã từng truyền thụ kiến thức sai lầm, để cho người ta tẩu hỏa nhập ma, nhưng ở đó, địa vị lão sư cực cao, coi như phụ huynh phẫn nộ, cũng không dám vào tới trường học động thủ. Mà ở đây, trực tiếp đi vào danh sư đường, đánh lão sư. Địa vị quả nhiên không cao như tưởng tượng. Cũng có thể là bởi vì khổng sư mới đến thần giới mấy chục năm, nếu giống như danh sư đại lục truyền thừa mấy vạn năm, sẽ nuôi thành một tập quán, được tôn trọng. Bất quá nếu như đối phương nói là thật, Phạm Triết lên lớp không dạy tốt, lại ở lớp học bổ túc truyền thụ kiến thức, dùng cái này đạt được danh khí và tiền bạc, như vậy phẩm chất liền có chuyện, không xứng làm lão sư. Sư, đại công vô tư, lấy truyền đạo học nghệ làm nhiệm vụ của mình, mà không phải vì tiền mà dao động bản tâm. Ngón tay đáp lên mạch đập của đối phương, nhìn một hồi, lông mày Phạm Triết lão sư nhảy dựng. Quả nhiên là tẩu hỏa nhập ma. Tình huống của người học sinh này vừa nhìn liền biết, quả thực là tu luyện công pháp xảy ra sai sót. Thừa nhận liền tốt, ngày hôm nay ta giết ngươi, vì dân trừ hại. Thấy hắn nói như vậy, tướng quân giáp bạc kia đâu còn chịu được, lại một quyền đập tới. Bớt giận, bớt giận. Người trước đó khuyên can hắn kéo. Đây là U Hồn Hoàng Thành, trưởng khống giả là Càn Khôn Ma Quân, không cho phép tùy ý giết người, chỉ cần làm trái, đừng nói hắn chỉ là thiên thần trung phẩm, xem như thần vương cũng có thể biến thành cho bụi. Phụ huynh Trác Nham, người trước đừng tức giận, ta truyền thụ kiến thức, khẳng định không có sai lầm, về phần tại sao hắn lại tẩu hỏa nhập ma, có thể là trên việc tu luyện xuất hiện sai lầm, hảo hảo hỏi một chút, đợi tìm ra nguyên nhân, giải quyết xong tai họa ngầm trên người lại nói. Phạm Triết lão sư khoát tay, nhìn về phía thiếu niên. Tình cảnh ngươi tẩu hỏa nhập ma, nói rõ chi tiết một lần. Hôm qua sau khi học bổ túc, ta về nhà, liền theo lão sư nói tu luyện, tiếp đó. Cứ như vậy, thân thể thiếu niên run rẩy nói. Dựa theo ta nói tu luyện, ngươi cẩn thận nói rõ quá trình tu luyện. Phạm Triết lão sư nói. Chính là như ngươi nói, thần lực quán thông thủ thiếu dương tam tiêu kinh trong cơ thể, dọc theo trùng dương huyệt chạy. Cuối cùng dung hợp đan điền. Thiếu niên nói pháp quyết tu luyện. Nghe phút chốc, Trương Huyền cau mày. Đối phương nói là pháp quyết tu luyện thần linh hạ phẩm xung kích thần linh trung phẩm, sớm đã tạo thành thiên đạo pháp quyết, biết cực kỳ tỉ mỉ. Dựa theo phương pháp này, dù cách thiên đạo pháp quyết không biết bao lớn, nhưng đối với tu luyện giả phổ thông mà nói, không có quá nhiều sai lầm, thuộc về phương thức tu hành cực kỳ hoàn mỹ. Dưới tình huống bình thường, chỉ cần thần lực trong cơ thể tích lũy đủ, đột phá không khó lắm. Làm sao lại tẩu hỏa nhập ma, hơn nữa nhìn bộ. Dáng, thương thế nặng như vậy. Không có sai lầm a hát. Vốn cho rằng đối phương nhớ lầm phương pháp, tu luyện ra sai lầm, không nghĩ tới hoàn toàn chính xác, Phạm Triết lão sư cũng cau mày, không biết ra sao. Giảng dạy học sinh tẩu hỏa nhập ma, đối với lão sư mà nói, là tội danh rất lớn, cho dù hắn là danh sư, cũng đảm đương không nổi. Không có sai lầm, vì sao con của ta thành bộ dáng như thế? Rõ ràng chính là phế sư. Ngân Giáp tướng lĩnh càng thêm tức giận. Đừng nóng vội, nhìn xem có thể giúp hắn trị liệu hay không đã. Thần lực ở trong cơ thể thiếu niên du tẩu một vòng, Phạm Triết lão sư. Rơi vào suy nghĩ. Đối phương quả thực là tẩu hỏa nhập ma, hơn nữa nhìn thương thế trong cơ thể, cùng phương pháp tu hành hắn nói không có bất kỳ khác biệt. Nói cách khác, hắn dạy không sai, đối phương luyện cũng không sai, nhưng vì sao tẩu hỏa nhập ma? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Da đầu run lên, Phạm Triết lão sư không biết như thế nào cho phải. Trở thành danh sư không dưới 15 năm, giảng dạy học sinh không có một vạn cũng ít nhất 7-8 ngàn, còn là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này. Nhanh đi mời dư phong y sư đến. Suy tư một hồi, tìm không thấy đáp án. Phạm Triết lão sư phân phó một tiếng.
Một vị lão sư vừa mới tới vội vã rời khỏi. Dư phòng y sư ở toàn bộ Hoàng Thành cũng khá nổi danh, xem như rất lợi hại, hắn tới hẳn là có thể giải quyết. Chỉ cần có thể tìm ra nguyên do, giải quyết liền dễ dàng. Trước chữa khỏi thương thế, còn đến cùng vì sao tẩu hỏa nhập ma, thương thế khỏi rồi, có thời gian lý luận. Đúng vậy, có điều chức trách của lão sư là giảng bài dạy người, Phạm Triết lão sư lên lớp không cố gắng giảng, tan học mở lớp dạy thêm, ta cũng sớm có nghe nói. Nếu không phải vì hài tử, khẳng định cũng đánh người, còn không phải sợ đắc tội, gây khó dễ cho hài tử nhà chúng ta, không nói cái khác, chỉ cần an bài chỗ ngồi ở cuối lớp, cả một đời liền xong rồi. Nghe nói trên lớp học của hắn, chỗ ngồi cũng là mua, vị trí cao đều là phụ huynh đưa tiền. Hết chương 3793. Chương 3794. Trương Huyền cứu chữa. Nghe mọi người đối thoại, Trương Huyền càng nhíu mày. Nếu như những gia trưởng kia nói là thật, như vậy cho dù Phạm Triết lão sư truyền thụ kiến thức không sai lầm, dạy học cũng có bản lĩnh rất lớn, nhưng vẫn không có tư cách làm danh sư. Trước có đức, sau có sư. Danh sư đại lục đối với sư đức, sư phong yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc, nguyên nhân chính là như vậy, truyền thừa vài vạn năm dù có ít người làm trái ước nguyện ban đầu, nhưng vẫn có một quy tắc rõ ràng, không người dám vi phạm. Lên lớp không cố gắng giảng, mở lớp học thêm kiếm tiền. Không theo tài năng tới đâu mà dạy, người nào cho nhiều tiền, người đó ngồi ở phía trước. Khó trách tướng quân Ngân Giáp không coi trọng đối phương, thậm chí trực tiếp ra tay. Được người tôn trọng, là bởi vì thành tâm với học sinh, không giữ lại chút nào, vị này. Dù danh khí lại lớn, cũng sẽ bị người xem nhẹ. Tựa hồ nghe được mọi người đối thoại, sắc mặt Phạm Triết lão sư đỏ. Lên, muốn phản bác, lại không nói được một câu. Thời gian nghị luận thật dài, một lão giả đi tới. Sư Phong y sư, ta đến xem. Đi vào trước mặt, nhìn kỹ một chút, Sư Phong y sư nhíu mày. Nội tạng bị tổn thương và kinh mạch bị tổn thương nghiêm trọng, tuy cứu chữa đúng lúc, thương thế ngừng lại, nhưng thần lực đã chạy toàn thân, tựa như đê đập sụp đổ, dòng sông chảy ngược, muốn khôi phục lại như trước, gần như không có khả năng hoàn thành. Phạm Triết lão sư nhíu mày. Chữa khỏi, có lẽ phụ huynh còn có thể nguôi giận, chuyện này coi như bỏ qua, không có hy vọng, náo lên, vị trí danh sư này đoán chừng không cần làm. Người cái phế sư này. Coi như hôm nay ta phạm quy, bị quân pháp xử. Lý, cũng muốn giết ngươi. Nghe được y sư nói như vậy, tướng quân Ngân Giáp tràn đầy lửa giận, lần nữa thiêu đốt lên, bạo giống một tiếng. Nếu không phải con của hắn thiên phú không tốt, cũng không có khả năng đưa đến nơi này. Nhưng cho dù thiên phú không tốt, lấy huyết mạch của hắn, hảo hảo tu luyện, không thành được thiên thần, đến thần linh thượng phẩm, áo cơm không lo còn có thể làm được. Hiện tại được rồi, không chỉ tốn tiền, đối phương còn dạy phế. Làm sao nhìn được? Bành! Phạm Triết lão sư bị đánh trúng ngực, liên tục lùi lại mấy bước, trong miệng phun ra máu tươi. Đừng tưởng ta đánh không lại ngươi. Biết tiếp tục nữa, khẳng định sẽ bị đánh chết, Phạm Triết không nhìn được, thần lực khuấy động, bất cứ lúc nào cũng sẽ động thủ. Đều là thiên thần trung phẩm, hơn nữa thân là danh sư. Tuy kinh nghiệm chiến đấu không phong phú bằng đối phương, nhưng thực lực không thể khinh thường. Bành bành. Hai người giao thủ, từng người lui về phía sau, khí lực trùng kích, bàn ghế trong căn phòng hủy hoại 7-8 cái. Không giết ngươi, ta thề không làm người. Tướng quân Ngân Giáp quát. Phạm Triết cũng không dám chậm trễ, lấy ra trường kiếm, lực lượng phát huy đến cực hạn. Hai vị chậm đã. Không biết tại hạ có thể trước nhìn vị tiểu ca bị thương này một chút, có thể cứu chữa hay không, tiếp đó hai vị lại tiếp tục. Thời điểm hai người muốn tử chiến, không chết không thôi, một thanh âm nhàn nhạt vang lên. Mọi người đồng thời nhìn lại, sau đó nhìn thấy một thanh niên, mang theo một tên mập đi vào trước mặt. Cứu chữa, tẩu hỏa nhập ma, kinh mạch trong cơ thể đã xuất hiện sai lầm, làm sao cứu chữa? Thấy hắn đi tới. Dư Phong y sư hừ một tiếng. Ngươi là... Thấy lúc này có người ngoi đầu lên, Phạm Triết lão sư ngừng lại, mang theo nghi hoặc. Tại hạ Trương Huyền, học qua một chút y thuật, tuy không bằng Dư Phong y sư và chư vị, nhưng đã từng chữa khỏi qua một vị tẩu hỏa nhập ma,
có lẽ có thể có biện pháp. Trương Huyền nói, ngồi ở phía sau, nhìn cả hai thật muốn chiến tiếp, khẳng định sẽ phân ra sống chết, Trương Huyền kìm nén không được đi ra. Mặc dù không muốn xen vào chuyện bao đồng, nhưng nơi này dù sao cũng là danh sư đường do Khổng sư sáng lập, hắn cũng là một vị danh sư, Phạm Triết mất mặt, hắn cũng khó có mặt mũi. Nói xong, Trương Huyền không thèm để ý thái độ của song phương, đi tới trước mặt thiếu niên. Hình dáng 17-18 tuổi, vẻ mặt vàng như nến, bởi vì đau đớn, trên đầu tràn đầy mồ hôi lạnh. Ngón tay nhẹ nhàng bắt mạch của đối phương, chân khí chạy toàn thân. Sau đó Trương Huyền thu về ngón tay. Giống như Dư Phong y sư nói, kinh mạch xuất hiện tổn thương cực lớn, không ít kinh mạch vỡ vụn, thần lực tràn vào trong cơ thể, va chạm nội tạng rối tinh rối mù. Có thể sống đến hiện tại, là nhờ phụ thân hắn quá cường đại, dùng không biết bao nhiêu linh đan diệu dược. Nếu không lúc ấy khả năng đã chết rồi. Loại tình huống này, khó trách tướng quân Ngân Giáp tức giận như vậy. Đổi lại người nào, cũng sẽ lửa giận ngút trời, khó mà kiềm chế. Có phương pháp không? Tướng quân Ngân Giáp nhìn qua. Tuy vị trước mắt này còn quá trẻ, để hắn cảm thấy không đáng tin, nhưng nhi tử đã như vậy, chỉ có thể ôm lấy một tia hy vọng. Phương pháp là có, chẳng qua. Trương Huyền dừng lại một chút. Chỉ cần có thể cứu con trai ta, để hắn khôi phục như lúc ban đầu, bỏ ra đánh đổi lại lớn ta cũng chịu. Tướng quân Ngân Giáp sửng sốt một chút, cổ tay khẽ đảo, tay đưa thẻ. Tới. Trong thẻ có 100 thần tệ, mong các hạ ra tay, có thể cứu chị tốt, nhất định gấp 10 lần báo đáp. Vừa ra tay chính là 100 thần tệ, gấp 10 lần báo đáp, không sai biệt lắm chừng 1.000, cái giá tiền này, coi như ở U Hồn Hoàng Thành cũng vô cùng quý giá. Quả nhiên, nghe nói như thế, mọi người đều hô hấp dồn dập. Ta không cần tiền, ngươi cất đi. Trương Huyền lắc đầu từ chối. Hắn xem như minh bạch vì sao Phạm Triết lão sư muốn mở lớp học thêm. Linh khí biến mất, sinh mệnh ở thần giới tất cả đều tràn vào thành thị, giá phòng và chi phí sinh hoạt gia tăng thật lớn. Muốn sống, sống càng tốt hơn, khẳng định cần rất nhiều tiền tài và tài nguyên, lại thêm phụ huynh vì hài tử đút lót, mới tạo thành bản sắc tham lam như vậy. Nếu người người đều không tặng lễ, chắc hẳn vị này cũng không dám phá hoại quy tắc, đi mở lớp học thêm gì. Đánh ta một quyền, ta nhìn ngươi còn có thể vận chuyển thần lực a. Từ chối đối phương, chẳng muốn tiếp tục nói nhiều, Trương Huyền nhìn về phía thiếu niên. Thấy hắn thái độ ôn hòa, ánh mắt trong suốt, thiếu niên chần chờ một chút, cố nén đau đớn, cánh tay duỗi ra, đánh một quyền. Vù! Trong đầu xuất hiện thư tịch. Trác Nham, nhân sĩ U Hồn Hoàng Thành, thần linh hạ phẩm đỉnh phong, bởi vì tu luyện sai lầm, tẩu hỏa nhập ma. Xem xong nội dung, Trương Huyền lắc đầu. Khó trách tướng quân Ngân Giáp tức giận như vậy, sở dĩ Trác Nham như. Vậy, thật đúng là liên quan đến Phạm Triết lão sư. Thế nào? Thấy bộ dáng hắn như vậy, tướng quân Ngân Giáp nhìn tới, tràn đầy lo lắng. Hắn tẩu hỏa nhập ma vô cùng nghiêm trọng, có điều không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn có thể chữa khỏi. Trương Huyền khẽ mỉm cười. Có thể chỉ. Tướng quân Ngân Giáp thở phào nhẹ nhõm. Xin các hạ ra tay. Có thể chữa khỏi tiểu Huyền, có yêu cầu gì, tại hạ. Liều mạng cũng sẽ không tiếc. Không cần khách khí như thế. Trương Huyền cũng không nhiều lời, cổ tay khẽ đảo, lấy ra mấy cây ngân châm. Kiên nhẫn một chút, không nên phản kháng. Nói xong cong ngón tay búng một cái, châm bạc rơi vào trên huyệt đạo, Trác Nham đang kỳ lạ, cảm thấy toàn thân đột nhiên tê dần, ngay sau đó một cỗ lực lượng đặc thù tràn vào trong cơ thể. Kèm theo cỗ khí lực này, kinh mạch trước đó bởi vì tẩu hỏa nhập ma mà tàn phá, lại đang khôi phục nhanh chóng. Cái này... Con mắt Trác Nham trợn tròn, khó có thể tin. Tuy hắn tuổi không lớn lắm, nhưng dù sao xuất thân tướng quân thế gia, biết rất nhiều. Tẩu hỏa nhập ma như vậy, kinh mạch bị tổn thương, đừng nói khôi phục, có thể sống hay không cũng khó nói. Nhưng mấy cây kim của đối phương đâm xuống, kinh mạch bị tổn thương không chỉ khôi phục, thần lực tán giật vậy mà cũng chậm chạp tụ lại, tự mình trải qua cũng cảm giác được khó tin. Cảm giác như thế nào? Thấy châm bạc đâm xuống, biểu lộ của con trai không đúng, tướng quân Ngân Giáp vội vàng nhìn qua. Cha, hình như, thương thế đã tốt rồi.
Tiếng nói kết thúc, Trác Nham vốn hữu khí vô lực đứng lên, nắm đấm siết chặt, dưới chân lay động. Hô 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 hô, thời gian nháy mắt, một bộ quyền pháp phát huy ra, không khí bốn phía bay phất phới. Cái này, con mắt ta không hoa chứ. Tẩu hỏa nhập ma, đâm mấy châm liền tốt. Quá làm người khó tin. Trong nháy mắt, tất cả mọi người bối rối. Trác Nham tẩu hỏa nhập ma nghiêm trọng như thế nào, bọn họ đều thấy được, thậm chí Dư Phong y sư cũng tự thân tới quan sát, vốn cho rằng triệt để phế bỏ, không có khả năng khôi phục, không nghĩ tới đơn giản mấy châm, không chỉ triệt để khôi phục, còn sinh long hoạt hổ hơn trước. Quá huyền ảo rồi. Trương tiểu huynh đệ, cái này. Tướng quân ngân giáp tràn đầy khó tin. Nếu không phải con ruột hắn, lại chuyên môn kiểm tra, cứu chữa không biết bao lâu, cũng hoài nghi có phải cùng đối phương liên hợp gạt hắn hay không. Trương Huyền đứng dậy. Ta đã hội tụ lại thần lực, đưa vào đan điền, kinh mạch bị tổn thương cũng được chữa trị. Phạm Triết lão sư và Dư Phong y sư lông mày nhảy loạn. Thần lực bạo loạn như vậy cũng có thể sắp xếp, kinh mạch rách nát cũng có thể chữa trị. Làm sao làm được? Người có thể chữa khỏi nhanh như vậy, chắc hẳn biết vì sao hắn tẩu hỏa nhập ma, hắn và học sinh khác được giảng dạy như nhau, tu luyện cũng hoàn toàn tương đồng, tại sao lại như vậy? Phạm Triết lão sư nhìn không được hỏi. Nếu như không làm rõ, tội danh dung sư của hắn khẳng định gánh định rồi. Vì sao tẩu hỏa nhập ma, ta quả thực biết mấu chốt. Trương Huyền nhìn lại. Ngươi thật muốn biết. Vâng. Phạm Triết lão sư gật đầu. Những người khác cũng nhìn qua. Tẩu hỏa nhập ma nguy cơ vô tận, có thể biết nguyên nhân, cũng tốt trước thời hạn đề phòng. Liên quan đến học thêm. Trương Huyền nói. Học thêm. Phạm Triết nghi hoặc. Đúng, tuy ta là lần đầu tiên gặp vị tướng quân này, nhưng không đoán sai, tâm tình mong con hơn người của ngươi rất mạnh, muốn cho hắn trở. Nên nổi bật, biến thành cường giả giống như ngươi. Trương Huyền nhìn về phía tướng quân ngân giáp. Vị trung niên này vừa rồi chiến ý như rồng gật đầu, cũng không phủ. Nhận, thân là một tướng quân ở U Hồn Hoàng Thành, địa vị và danh vọng không nhỏ, vốn cho rằng hổ phụ không khuyển tử, ai biết thiên phú của con trai quá kém, thi học viện mấy lần đều thi không đậu. Khó tránh khỏi sinh ra áp lực, đối với tu vi của con cực kỳ sốt ruột và cấp bách. Thậm chí không tiếc đưa đến nơi này, còn bỏ tiền học thêm, mục đích chỉ có một, là có thể trở nên nổi bật, trở thành thiên thần, kế thừa gia sản và địa vị của hắn. Vốn nhi tử thành công đột phá thần linh, tu vi cũng củng cố tăng thêm, để hắn thỏa mãn không ít, nằm mơ cũng không nghĩ đến, thần linh hạ. Phẩm thăng cấp thần linh trung phẩm cũng sẽ tẩu hỏa nhập ma, hơn nữa suýt chút nữa chết mất. Hết chương 3794. Chương 3795, đột phá thiên thần 1. Bình thường hắn ở trong quân doanh ra ngoài chinh chiến, mấy ngày nay vừa vặn nghỉ phép, mới có thể đúng lúc xuất thủ cứu giúp, không đến mức ủ thành hậu quả lớn hơn, nếu không khi biết tin tức, khẳng định đã chậm. Nếu thực như thế, sẽ tự trách bao nhiêu? Bởi vậy mới không khống chế được, vọt thẳng tới. Trương Huyền nói tiếp, hắn từ nhỏ đã bị quán thâu, phải trở nên giống như ngươi, trở thành cường giả thiên thần cảnh, thế nhưng thiên phú không cao, một mực thừa nhận đủ loại áp lực. Lại thêm các loại học thêm, vì tu luyện, chỉ sợ. Một ngày tự do và thời gian thuộc về mình cũng không có. Trác Nham im lặng không lên tiếng. Tướng quân ngân giáp nói. Lúc còn trẻ không cố gắng, đến cái tuổi như ta, lại cố gắng thì có ích lợi gì. Ta cũng là vì hắn, huống chi, không đột phá thiên thần, tuổi thọ. Thần linh hơn trăm cũng khó, mà tuổi thọ của ta là 1000, chẳng lẽ? Để cho ta người đầu bạc tiến người đầu xanh. Ngươi làm đều là muốn tốt cho con, nhưng tu luyện không phải chỉ cố. Gắng là được, còn phải chú ý lao động nhàn hạ kết hợp. Dựa vào là ngộ, dựa vào là tâm cảnh. Tâm không ngộ, nói cho dù tốt lại như thế nào. Trương Huyền lắc đầu. Tâm tình phụ huynh mong con hơn người, hắn có thể lý giải. Nhưng hy vọng hắn thành rồng, liền có thể thành rồng sao? Thật muốn người người như rồng, vậy đâu còn có chia cao thấp? Trương Huyền tiếp tục nói. Hắn nghe theo lời của ngươi, một mực cố gắng, chưa kịp củng cố tốt tu vi liền muốn đột phá, áp lực lớn, tinh thần suy nhược, tâm cảnh tự nhiên không cách nào làm được tinh thuần như một. Còn Phạm Triết lão sư, nếu không nhìn lầm,
thời điểm học thêm có phải nói với hắn cái gì hay không? Phạm Triết lão sư sững sờ. Hắn một mực học thêm, lại lâu như vậy cũng không đột phá thần linh trung phẩm, hẳn là hạ xuống tối hậu thư, để hắn đêm nay nhất định phải đột phá đi. Trương Huyền nói, tâm cảnh vốn yếu ớt, đây giống như cọng rơm giả cuối cùng đè chết lạc đà, dẫn đến sinh ra tâm ma, từ đó xuất hiện loại sự tình này. Trương huynh đệ nói có đúng không? Tướng quân Ngân Giáp hỏi con. Hắn hy vọng con thành rồng, nhưng nếu nhi tử thật có chuyện bất chắc, tất cả mong đợi còn có tác dụng gì? Vâng. Trác Nham gật đầu, ánh mắt bứt rứt nhìn về phía cha, sợ bị quát tháo. Là tu luyện giả tẩu hỏa nhập ma, tại sao lại như vậy? Nguyên nhân hắn biết rất rõ ràng, đối phương nói không sai chút nào. Về sau cha không bức ngươi nữa, có thể tu luyện như thế nào, thì như. Thế đó, thấy hắn thừa nhận, tướng quân Ngân Giáp than thở. Không có số mệnh mà nói, cưỡng cầu không được. Vốn còn muốn oán hận Phạm Triết lão sư, nghe đối phương cũng giống như mình, chỉ là bức bách tu luyện, không có lỗi lầm gì lớn, lời muốn nói đã nói không ra. Trương huynh đệ, người đã cứu con trai ta, cho hắn tân sinh, từ hôm nay trở đi, Trác Phong ta nợ ngươi một nhân tình, chỉ cần một câu, dù muốn mạng của ta, ta cũng không nhíu mày. Trác Phong nói, tướng quân khách khí, tiện tay mà thôi, cũng không hy vọng xa vời báo đáp, hơn nữa, ta ra tay, là không muốn để cho nghề nghiệp danh sư. Bị học thêm, cùng với các loại lấy lợi nhuận làm mục đích giáo dục phà hủy tên tuổi. Bị các phụ huynh hiểu lầm. Trương Huyền cười nhạt một tiếng. Khổng sư sáng lập chức nghiệp, là hắn từ khi xuyên qua đến nay một mực kiên trì kiêu ngạo, bị người nhục nhã, mặt mũi làm sao có ánh sáng. Chẳng lẽ, Trương Huyền tiểu hữu cũng là một vị danh sư? Phạm Triết lão sư hỏi. Những người khác cũng tràn ngập tò mò. Người trước mắt này chưa từng nghe qua, lại có thể nhẹ nhõm giải quyết tẩu hỏa nhập ma, y thuật mạnh mẽ, còn cường đại hơn Dư Phong không ít. Chẳng lẽ thật sự là một vị danh sư? Danh sư bình thường, không tính là gì, nhưng đệ tử thân truyền của Thiên Túng Đại Đế, mỗi một vị đều nắm giữ nhiều loại chức nghiệp, bất kỳ sự tình gì cũng cực kỳ tinh thông. Vị trước mắt này, tuy tuổi tác thoạt nhìn không lớn, thế nhưng có thể cũng là danh sư hay không? Xem như thế đi. Trương Huyền cũng không phủ nhận. Ở danh sư đại lục, là danh sư đỉnh phong nhất, giống như Khổng sư, được khen là vạn thế chi sư. Nhưng đây là thần giới, danh sư làm sao thi, lại cần yêu cầu gì, hoàn toàn không biết. Quá tốt rồi. Phạm Triết lão sư thở phào nhẹ nhõm. Hắn xuất hiện sơ suất, vị trước mắt này hỗ trợ giải quyết, cùng chức nghiệp mà nói, chí ít sẽ không bởi vậy ảnh hưởng danh sư đường. Phạm sư phụ, ta có thể cho ngươi một đề nghị hay không? Trương Huyền nói. Trương sư mời nói. Phạm Triết lão sư vội vàng ôm quyền. Tuy thoạt nhìn tu vi của đối phương kém xa hắn, nhưng bất luận kiến thức hay thủ đoạn đều cao minh hơn không ít, càng hỗ trợ hóa giải xấu hổ, nói đề nghị gì, tự nhiên cũng phải nghiêm túc nghe theo. Trương Huyền nói, tu luyện giả, đều có trì trệ, đối với hài tử, loại tình huống này càng lớn, mở học thêm, để hắn có nhiều thời gian học tập hơn, là đúng, nhưng dạy học cứng nhắc, sẽ chỉ làm hắn sinh ra tâm chán ghét. Cuối cùng tâm cảnh bị tổn thương, giống như Trác Nham. Không được hiệu quả gì. Phạm Triết lão sư lặng im. Có phương pháp bổ cứu không? Học thêm đối với một vài hài tử mà nói, hiệu quả rõ rệt, nhưng đối với phần lớn người mà nói, không có trợ giúp quá lớn. Không có gì khác, tâm mệt mỏi. Trương Huyền nói. Thân là lão sư, hẳn là tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, nhằm vào khác biệt và đặc điểm của mỗi học sinh, dạy học có tính mục đích, bồi dưỡng thói quen học tập cho đệ tử. Một khi dưỡng thành quen thuộc, tâm cảnh tự nhiên sẽ thành. Tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, bồi dưỡng thói quen học tập. Phạm Triết lão sư gật đầu. Nào có dễ dàng như vậy? Nói dễ, làm sao mà khó khăn? Rất đơn giản, mỗi học sinh tính cách khác biệt, tu vi khác biệt, bày ra kết quả tự nhiên sẽ không giống. Giống như Trác Nham, hắn từ nhỏ đến lớn, áp lực quá lớn, vẫn cảm thấy bản thân không cách nào vượt qua cha. Từ đó mất đi lòng tin, chỉ cần cho chút cổ vũ, tự nhiên liền có thể thành công. Trương Huyền khẽ mỉm cười, nhìn về phía thiếu niên trước mắt. Lời nói mới rồi, người cũng nghe được, vừa rồi ta đã kiểm tra, thiên phú của ngươi, cũng không phải không tốt,
trái lại vượt xa rất nhiều người. Chỉ là không có lợi dụng được mà thôi. Thiên phú của ta rất tốt. Trác Nham nghi ngờ nhìn qua. Từ nhỏ đến lớn, hắn đều là bùn nhão trong miệng người khác, ví dụ điển hình của phụ thân anh hùng Nhi Cẩu Hùng, ngay cả học viện phổ thông cũng cự tuyệt ở ngoài cửa. Ở đâu tốt? Không cần hoài nghi, sở dĩ ngươi không cách nào đột phá, là bởi vì trong lòng sợ hãi, cho mình áp lực quá lớn. Nghe lời của ta, mở rộng nội tâm, dựa theo phương pháp Phạm sư phụ dạy ngươi, xung kích lần nữa. Trong thanh âm của Trương Huyền mang theo sư ngôn thiên bẩm, trên không tựa như có quy tắc đang chảy, để hắn ngoan ngoãn tuân thủ, không thể làm trái. Vốn trong mắt Trác Nham tràn đầy mê man và không hiểu, sư ngôn thiên bẩm trùng kích vào, dần dần biến thành kiên định, cắn răng một cái ngồi trên mặt đất, hít sâu một hơi, lực lượng trong cơ thể sôi trào lên. Cô, rầm rầm rầm. Không đến 10 phút, khí tức nổ vang, thần linh hạ phẩm giam giữ lại không biết bao lâu ầm ầm phá vỡ, thuận lợi đạt đến thần linh trung phẩm. Trên thực tế những người khác nhìn không sai, thiên phú của Trác Nham quả thực rất yếu, thần linh hạ phẩm đỉnh phong đã là kết quả tiêu phí vô số đại giới đổi lấy. Không có gì bất ngờ xảy ra, thần linh trung phẩm, cả đời không thể đột phá, nhưng vừa rồi Trương Huyền hóa giải hắn tẩu hỏa nhập ma, thiên đạo chân khí chạy toàn thân, ràng buộc đã triệt để loại bỏ. Nói cách khác, thiên phú hiện tại cho dù không đuổi kịp một ít thiên tài, cũng không hề yếu. Chỉ cần có tự tin, đột phá chỉ là vấn đề thời gian. Trương sư đại ân, tại hạ vô cùng cảm kích. Trác Phong tràn đầy kích động. Tình huống của con trai, hắn biết rất rõ ràng, không nghĩ tới vị trước mắt này chẳng những giải quyết tẩu hỏa nhập ma, thậm chí còn trợ giúp đột phá. Ân tình quá lớn. Tiện tay mà thôi. Trương Huyền cười nhạt một tiếng, không nói thêm lời. Sau khi phân chia ra phân thân, quả nhiên rất khiêm tốn. Vừa nghĩ tới đó, liền tràn đầy vui mừng. Vù vù. Một lát sau, Trác Nham mở mắt, cảm nhận được lực lượng trong cơ thể. Gào thét, hốc mắt ửng hồng, cũng không đứng dậy, mà trực tiếp quỳ mọp xuống đất. Xin Trương lão sư thu ta làm học sinh. Tuy một mực đi theo Phạm Triết lão sư, nhưng mấy năm qua, tu vi gia tăng không rõ ràng, vị trước mắt này, mới gặp một lần liền có đột phá, nói rõ thực lực cường đại. Có thể bái làm sư, về sau tuyệt đối thành tựu vô hạn. Đúng, bái Trương sư làm sư. Trác Phong vội vàng gật đầu. Trước kia vẫn cảm thấy đứa bé này không ra hồn, không nghĩ tới trong chuyện này phản ứng rất nhanh, thông minh hơn mình nhiều. Gọi cũng từ Trương huynh đệ biến thành Trương sư. Ta có thể thu ngươi làm học sinh giảng bài. Trương Huyền nói. Vị trước mắt này tư chất, cơ sở đều không quá tốt, thân truyền khả năng không lớn. Có điều giảng bài ngược lại có thể, xem như duyên phận. Học sinh bái kiến lão sư. Trác Nham quỳ gối. Thần giới cũng có giảng bài, thân truyền khác nhau. Có thể thu làm giảng bài, đã coi như mặt mũi cực lớn. Nếu gọi ta lão sư, hiện tại truyền thụ cho ngươi một bộ pháp quyết thích hợp ngươi, nghiêm túc tu luyện, đột phá thiên thần cũng chưa biết chừng. Trương Huyền cười nhạt một tiếng, truyền âm qua. Công pháp dưới thiên thần cảnh. Sớm đã hết sức quen thuộc, vừa rồi thư viện dò xét đối phương, trong lòng cũng đã có ý tưởng và lối suy nghĩ. Rất nhanh, truyền thụ xong một bộ pháp quyết mới tinh. Trác Nham nghe xong, trong mắt tràn đầy khiếp sợ, lần nữa quỳ gối. Mặc dù tu vi của hắn không cao, xuất thân gia đình lại không tệ, gặp qua không biết bao nhiêu công pháp lợi hại, nhưng muốn nói tinh diệu, tất cả đều kém xa lão sư truyền thụ. Chỉ cần nghiêm túc tu luyện, có thể đoán được không lâu liền có thể đột phá thần linh trung phẩm, xung kích càng cao. Công pháp chân quý như thế, tuyệt đối là vô giá. Trực tiếp tặng cho. Đại công vô tư, đây mới thật sự là lão sư. Từ trước đến nay, hắn đều là phế vật trong mắt người khác, không có người coi trọng, còn là lần đầu tiên nhận được coi trọng như vậy, cảm kích hầu như nói không ra lời. Vù. Đỡ thiếu niên dậy, Trương Huyền cảm thấy trong đầu lay động. Một bản thư tịch màu vàng xuất hiện. Ánh mắt Trương Huyền sáng lên. Vừa cảm thấy không có thư tịch, liền xuất hiện một bản, như vậy cũng coi như có vốn liếng tự vệ. Quả nhiên là thật tâm thật ý biết ơn, mới có thể xuất hiện. Không chỉ như vậy, thấy được danh sư đường ở thần giới, thấy được học thêm, cùng với phương thức giáo dục của người khác, để hắn có hiểu biết mới về giáo dục,
đối với sư và tình thầy trò, lĩnh ngộ cũng càng thêm triệt để. Hết chương 3795. Chương 3796. Đột phá thiên thần 2. Triệu Nhã kiêu ngạo, truyền thụ kiến thức, lấy ngắn hạn làm chủ, Trịnh Dương dũng cảm tiến tới, không sợ hãi, truyền thụ cho kiến thức, lấy cương mãnh làm chủ, Vương Dĩnh tinh tế, truyền thụ cho lấy tỉ mỉ làm chủ, Viên Đào tâm rộng không chỗ buồn lo, lấy dày nặng làm chủ. Còn Lưu Dương, thoạt nhìn không có khuyết điểm và ưu điểm gì rõ ràng, nhưng lại rất kiên trì bền lòng, giống như Trác Nham này. Tính tình bản tính của tất cả học sinh, từng cái chảy xuôi ở trong óc, khóe miệng Trương Huyền mang theo mỉm cười. Lộ Sung kiên trì, nhận định mục tiêu, tuyệt không dao động, Ngụy Như. Yên lạnh lùng, chỉ đối với thân nhân mới có thể lộ ra tình cảm chân thật, những người khác, sống hay chết, căn bản không quan tâm, thậm chí không cần suy nghĩ. Tính cách của Trương Cửu Tiêu có chút sốc nổi, nhưng sau khi trở thành học sinh, đã trầm ổn hơn nhiều, Khổng Thi Giao thân là tử đệ gia tộc, có cái nhìn đại cục rất tốt, còn Bạch Nguyễn Khanh thì có chút giống Lộ Sung, kiên trì hy vọng. Mỗi học sinh đều không giống nhau, bản thân lại đều có thể căn cứ tính cách khác biệt, đặc điểm chuyên môn sáng tạo công pháp, một đối một phụ đạo, không thu học phí, không học thêm gì cả. Bỏ ra tâm huyết, không cầu báo lại. Đây mới là ý nghĩa chân chính của sư, tình thầy trò chân chính. Lạc Hồng không phải vô tình vật, hóa thành xuân noãn càng hộ hoa. Trương Huyền lẩm bẩm một câu. Âm thanh giống như bùng nổ vang lên, vô số linh khí nháy mắt tụ đến. Thiên thần cảnh ràng buộc, phá. Thiên thần, cái gì cũng không làm liền đột phá. Thiên thần cảnh, trước đó ta trải qua, cửu tử nhất sinh, làm sao cảm giác hắn dễ dàng giống như ăn kẹo vậy. Ta cũng rất tò mò. Tất cả mọi người đều sững sờ, từng cái tràn đầy khiếp sợ và khó có thể. Tin, thiên thần là mục tiêu cả đời của vô số tu luyện giả, độ khó đột phá lớn không thể tưởng tượng, người bình thường cái nào không cần sớm chuẩn bị, các loại tài nguyên không biết chuẩn bị bao nhiêu, sau đó mới mạo hiểm xung kích, vị trước mắt này ngược lại tốt. Đang cùng mọi người nói chuyện phiếm, đã đột phá. Đây coi như là đột phá dễ dàng nhất thiên hạ a. Vù vù, chân khí chảy xuôi ở trong kinh mạch, tựa như dòng nước xẹt qua nham thạch, phát ra thanh âm leng keng. Cả người Trương Huyền đắm chìm trong một loại tình cảm phức tạp. Tình thầy trò, là phải dâng hiến vô tư, muốn là không cầu báo lại. Vừa mới bắt đầu hắn cũng không làm được, thu học sinh chỉ vì hóa giải nguy cơ bị học viện khai trừ. Thẳng đến về sau, ở chung càng ngày càng lâu, tình cảm càng ngày càng sâu, lúc này mới một mực bỏ ra, bọn họ đồng dạng vì bản thân, cam nguyện hy sinh tất cả. Tình nghĩa xen lẫn, không phải cha con, nhưng hơn hẳn cha con, không phải tình thân, nhưng vượt qua tình thân. Lạc Hồng không phải vô tình vật, hóa thành xuân noãn càng hộ hoa. Lực lượng cường đại chạy toàn thân, linh hồn, thân thể, chân khí cũng tăng thêm, nuốt thần nguyên đan trung phẩm còn thừa lại vào, khí chất cả người kèm theo tu vi tăng thêm, mà phát sinh thay đổi kịch liệt. Thiếu gia, vẫn mãnh liệt như vậy. Tôn Cường kiêu ngạo nói. Bất luận là ở danh sư đại lục, thượng thương hay thần giới, thiếu gia nhà mình mãi mãi là người ngưu bức nhất. Đi tới bất kỳ địa phương nào, đều như đom đóm trong đêm tối, ánh sáng không cách nào che giấu được. Những người khác cũng nhìn qua, các loại biểu lộ đều có. Trác Nham càng cực kỳ tôn sùng. Có thể nhận người như vậy làm sư, là vận may của hắn, về sau quyết không thể làm hỏng tên tuổi của lão sư. Nguyên nhân chính là loại tín niệm này, mới để cho hắn về sau càng đi càng xa, càng đi càng cao, cuối cùng thành tựu vượt xa Trác Phong, cũng làm cho Trương Huyền ngoài ý muốn. Đương nhiên, đây đều là tương lai. Nguyên lai đây chính là thiên thần. Không để ý tới vẻ mặt của mọi người, cảm nhận được thần lực chảy xuôi trong cơ thể, Trương Huyền như có một loại hiểu ra. Thời điểm ở thần linh, chân khí trong cơ thể sẽ thích ứng lực lượng thần giới, thuế biến thành thần lực, mà đi đến thiên thần cảnh, thì biến thành thiên thần lực. Cả hai thoạt nhìn chỉ kém một cấp bậc, trên thực tế lại chênh lệch cực lớn. Giống như hóa phàm và thánh vực khác nhau, một bước thoát phàm, một bước lên trời. Thiên thần cảnh, đã có thể sử dụng một phần lực lượng thiên địa, dù rất nhỏ yếu, lại có thể cảm ứng được, mà thần linh, nhiều nhất chỉ có thể sử dụng tu vi bản thân mà thôi.
Đột phá cấp bậc này, Trương Huyền cảm nhận được lực lượng của mình tăng gấp bội, nếu như nói trước đó rất khó vượt qua thiên thần trung phẩm, hiện tại thiên thần thượng phẩm đoán chừng cũng có một bộ. Phần lớn không phải đối thủ của hắn. Mấu chốt nhất là, cấp độ sinh mệnh có thay đổi, tuổi thọ đại tăng, thần linh chỉ có 100 năm tuổi thọ, thiên thần thì nhảy lên đến 1000 năm. Thần giới 1000 năm, ở danh sử đại lục chính là 100 vạn năm, toàn bộ. Lịch sử đại lục cũng không có lâu như vậy, có thể xưng bất tử bất diệt. Tinh thần khẽ động, biến thành thần thức lan ra xa, thời gian nháy mắt, tình cảnh trong 100 mét thu hết vào mắt, tựa như nhìn bằng mắt thường, thậm chí càng thêm tinh tế. Trên người còn sót lại mấy viên thần nguyên đan trung phẩm toàn bộ. Dùng xong, tu vi lại không cách nào tiến bộ, Trương Huyền thở ra một hơi, từ từ mở mắt. Thần nguyên đan vẫn còn quá ít, số lượng đủ, linh hồn và thân thể có biện pháp tiến bộ mà nói, hoàn toàn có thể xung kích thiên thần thượng phẩm đỉnh phong, thậm chí. Thần vương cảnh, tự sáng tạo công pháp, dù không cần nương tựa đọc sách, nhưng cũng hạn chế tốc độ tiến bộ, để cho ta tu luyện trở nên chậm hơn rất nhiều. Trương Huyền cảm xúc một tiếng. Tự sáng tạo công pháp, mỗi một cảnh giới đều là mới tinh. Muốn đi vào cảnh giới tiếp theo, đầu tiên phải sáng chế pháp quyết đối ứng, cái này có chút khó, giống như lần này, vì đột phá thiên thần, tiêu phí chọn 2 ngày thời gian. Đổi lại ở danh sư đại lục, chính là 2000 ngày, hơn 5 năm A. Từ khi bắt đầu tu luyện, còn chưa hề chậm như vậy. Thực lực cụ thể, trở về lại tinh tế nghiên cứu. Không suy nghĩ thêm nữa, Trương Huyền lắc đầu. Lần này tới danh sư đường, mục đích là vì đọc sách, tìm kiếm bước ngoặt đột phá, không nghĩ tới ra tay trợ giúp người khác, không chỉ nhận được một bản thiên đạo chi thư, càng có cảm ngộ, trực tiếp đột phá. Thư tịch gì đó, nhìn hay không nhìn đã không quan trọng. Đương nhiên, nếu như có thể nhìn, về sau chỉ điểm học sinh, chỉ điểm tu vi người khác, sẽ thuận buồm xuôi gió hơn. Có thể nghĩ biện pháp kiếm lấy nhiều thiên đạo chi thư hơn nữa. Trương sư, thấy hắn mở mắt, khí tức triệt để ổn định lại, bốn phía lần nữa xôn xao, Phạm Triết lão sư suýt chút nữa té ngã trên đất. Một cái chớp mắt đột phá, chúng ta có thể tiếp nhận, tích lũy đến cực hạn, gặp được điểm đột phá nào đó, là có thể thành công. Nhưng đột phá đến bây giờ, chỉ mấy hơi thở, không chỉ tu vi củng cố, tinh, khí, thần đều đạt đến đỉnh phong, tựa như lợi kiếm ra khỏi vỏ. Làm sao làm được? Phạm Triết lão sư, danh sư đường có tàng thư khố không, ta muốn đi qua nhìn một chút. Trương Huyền nói, tàng thư khố, đương nhiên là có, tình huống bình thường, chỉ có danh sư ở danh sư đường Hoàng Thành mới có thể đi quan sát, có điều trương sư cứu vãn danh tiếng của danh sư, lại giúp học sinh ta giải quyết vấn đề, mang người tới cũng không tính là gì. Phạm Triết lão sư cười gật đầu. Hết chương 3796. Chương 3797. Bất tử thiên. Một canh giờ sau, Trương Huyền đi ra tàng thư khố. Không hổ là danh sư đường ở Hoàng Thành, dù thoạt nhìn không đáng chú ý, chức nghiệp cũng kém xa danh sư đại lục, nhưng thư tịch vẫn có rất nhiều. Công pháp, võ kỹ tu luyện từ thần linh hạ phẩm đến thiên thần thượng phẩm đều có, hơn nữa số lượng rất nhiều, toàn bộ nhìn xem, cũng tự nhiên sinh thành công pháp thiên đạo. Chỉ tiếc không có pháp quyết của thần vương. Suy nghĩ một chút cũng có thể rõ ràng, cường giả thần vương, mỗi một vị đều có địa vị cực cao, được cho đỉnh tiêm của thần giới, hơn nữa có quan hệ rất lớn tới huyết mạch. Công pháp tu luyện tự nhiên truyền thừa ở trong gia tộc hoặc thế lực lớn, người ngoài muốn có được gần như. Không có khả năng. Đột phá thần vương còn sớm, đoán chừng phải mấy ngày nữa, không đi nghĩ, trước triệt để củng cố tu vi, nghĩ biện pháp xung kích thiên thần thượng phẩm đỉnh phong rồi nói sau. Biết tu luyện phải từng bước một, làm gì chắc đó, không thể sốt ruột, Trương Huyền không còn dầu dĩ. Mặc dù bây giờ tu luyện rất chậm, nhưng hắn một mực cố gắng, chỉ cần cố gắng, nhất định có thể càng đi càng xa, không tự ti, không mê man. Trước kiếm chút thần nguyên đan trung phẩm, tốt nhất là thượng phẩm. Mặt khác đều là giả, tăng cao tu vi mới trọng yếu nhất. Đột phá thiên thần cảnh, thần nguyên đan trung phẩm hao hết, không chút củng cố, chỉ bằng vào hấp thu linh khí tấn cấp mà nói, không biết cần bao lâu thời gian, đối với hắn mà nói, thực sự quá chậm. Hơn nữa, trung phẩm đối với hắn mà nói, hiệu quả đã không có tốt như. Trước đó,
Sau khi trở thành thiên thần, dược lực dần dần suy yếu, không bao lâu, có lẽ sẽ giống như hạ phẩm, lại không cách nào sử dụng. Tốt nhất là thượng phẩm, cũng không biết thứ này ở đâu có thể mua được. Cách đây không xa là Minh Viên Thương Hội, chỗ đó có bán thần nguyên đan trung phẩm, còn thượng phẩm, ở Hoàng Thành là hàng cấm, muốn mua cũng không dễ dàng như vậy. Phạm Triết lão sư biết gì nói nấy. U hồn Hoàng Thành, ở trong Cửu Thiên cũng được cho là thành phố rất khổng lồ, năng lực giao dịch tự nhiên không phải Dạ Minh Thành có thể so sánh được. Người sau không cách nào mua sắm thần nguyên đan trung phẩm, ở đây rất dễ dàng mua được, số lượng rất nhiều. Thần nguyên đan trung phẩm hữu hiệu với cường giả thiên thần ở Hoàng Thành nhiều vô số kể, không cho phép bán ra loại đan dược này mà nói, rất dễ dàng dẫn tới bắn ngược. Nhưng muốn có được thần nguyên đan thượng phẩm liền không dễ dàng như vậy. Bất quá hiện tại trung phẩm còn có tác dụng, trước thử một chút lại nói. Khéo léo từ chối Phạm Triết lão sư lưu lại ăn cơm, Trương Huyền và Tôn Cường đi tới thương hội, trong tay có hơn 4 vạn thần tệ, hẳn là có thể mua sắm không ít. Rất nhanh, Tôn Cường cười khanh khách trở về, đưa một chữ vật giới chỉ, liếc mắt nhìn, tiếp cận 400 viên. Tình huống bình thường, 100 thần tệ mới có thể mua sắm một viên thần nguyên đan trung phẩm, bởi vì số lượng của nó không nhiều giống như thần nguyên đan hạ phẩm, hơn nữa bọn họ mua sắm số lượng lớn, giá cả sẽ giả cao một chút. Thiếu gia, có cần thuê tính thất, để ngươi dùng đan dược yên tĩnh tu luyện hay không? Tôn Cường đưa dược vật qua, còn hỏi. Tính thất? Trương Huyền lắc đầu. Không cần, tiền còn thừa không có mấy, tiết kiệm một chút đi. Vậy chúng ta quay về chỗ ở. Tôn Cường nghi hoặc. Thiếu gia tu luyện nghiêm túc như vậy, vốn cho rằng cầm tới đan dược sẽ không kịp chờ đợi bắt đầu, vậy mà nghĩ đến tiết kiệm tiền. Trở về, tuy cũng có thể tu luyện, nhưng sẽ chậm trễ không ít thời gian. Dĩ nhiên không phải, ngươi chờ một lát. Khẽ mỉm cười, Trương Huyền lấy ra thần nguyên đan trung phẩm vừa mua được, một bình đổ vào trong miệng. Thời gian nháy mắt, liền đổ hơn 10 bình, hơn 100 viên. Tôn Cường đang nghi hoặc, ngay sau đó liền thấy thiếu gia vừa mới đột phá, tu vi mắt thường có thể thấy được tăng thêm. Thiên thần hạ phẩm sơ kỳ, thiên thần hạ phẩm trung kỳ. Không đến hai cái hô hấp, liền đạt đến thiên thần hạ phẩm đỉnh phong. Lại nuốt một bình đan dược, Trương Huyền ngừng lại, bất đắc dĩ lắc đầu. Xem ra nhanh hơn ta tưởng tượng. Còn tưởng thần nguyên đan trung phẩm có thể giúp hắn ít nhất đột phá đến thiên thần thượng phẩm hoặc thiên thần trung phẩm, hiện tại xem ra, cả nghĩ quá rồi. Tu vi mới tới thiên thần hạ phẩm đỉnh phong liền ngừng lại. Không còn hiệu quả gì nữa. Cũng khó trách, thời điểm tu luyện công pháp thiên đạo, lực lượng trong cơ thể rất tinh thuần, linh thạch, tiên nguyên đan phổ thông hiệu quả không lớn, hiện tại tu luyện pháp quyết thiên nhược hữu tình vượt qua thiên đạo, đối với độ tinh thuần và số lượng linh khí, tự nhiên có yêu cầu càng cao. Thần nguyên đan trung phẩm đã triệt để mất đi hiệu quả. Có lẽ chỉ có thần nguyên đan thượng phẩm mà cường giả thần vương dùng, mới có tác dụng tốt hơn. Để hắn đi vào cảnh giới cao hơn. Chẳng qua giống như thần linh hạ phẩm, muốn xung kích tu vi cao hơn, linh hồn và thân thể không thể hạ xuống. Thiên thần cảnh, có thể trưởng khống một phần lực lượng thiên địa, thân thể và linh hồn nhất định phải đồng bộ tăng cường. Nếu không, lúc chiến đấu thiên địa phản hồi áp lực sẽ không chịu nổi, sụp đổ tại chỗ. Chỉ là, trước đó trong thư tịch của danh sư Đường, ghi chép rất nhiều công pháp và võ kỹ tăng cao tu vi, lại không có linh hồn và thân thể. Muốn tấn cấp, cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Tu luyện thêm vào những này suy nghĩ, tổng cộng không cao hơn 3 cái hô hấp, Trương Huyền khôi phục lại, dương mắt nhìn về phía trước, lại nhìn thấy con mắt Tôn Cường trợn tròn, một bộ khó tin. Thiếu gia, ngươi đã tu luyện xong. Thiếu gia tu luyện rất nhanh, tốc độ để cho người ta hâm mộ và đố kỵ. Nhưng làm sao đến thần giới càng nhanh hơn. Trước kia còn cần bế quan, dù thời gian không dài, nhưng 1-2 canh giờ vẫn phải có, hiện tại hoàn toàn không cần, cảm giác tốc độ đột phá bị giới hạn ở tốc độ ăn đan dược, chỉ cần có thể uống thuốc nhanh hơn một chút. Đột phá sẽ theo không kịp. Chẳng lẽ thần giới khác biệt hạ giới? Cần cấp tốc nuốt thuốc, mới có thể tấn cấp càng nhanh. Tôn Cường tay vịn cái cằm. Trong lòng sinh ra một kế hoạch to gan. Trương Huyền cũng không giải thích hỏi.
Thời điểm ta tu luyện, ngươi có hỏi thăm qua, nơi nào có công pháp hoặc bảo vật tăng thân thể hay không? Tôn Cường muốn giết người. Ngươi tu luyện tổng cộng dùng 2-3 cái hô hấp, để cho ta hỏi thăm cái gì? Để người khác nghe được, sẽ cho rằng ta không chịu khó làm việc vậy. Hiện tại ta liền đi. Tôn Cường buồn bực, lời vừa ra miệng, đột nhiên nhớ tới cái gì. Đúng rồi thiếu gia, Trác Phong một mực theo ở phía sau, nói muốn báo đáp thiếu gia, thân là tướng quân của U Hồn Hoàng Thành, cường giả. Thiên thần trung phẩm, muốn nói rèn luyện thân thể mà nói, nên biết tương đối nhiều. Trác Phong, chính là vị tướng quân ngân giáp kia, địa vị kính trọng, ra ngoài tìm hiểu tin tức khẳng định đáng tin hơn hắn. Dù sao thực lực của thiếu gia đã đột phá đến thiên thần cảnh, phương thức tu luyện của loại thực lực này, con đường có thể tìm hiểu khẳng định càng ngày càng ít. Để hắn vào đi, Trương Huyền nói. Thời gian không dài, Trác Phong đi vào trước mặt. Trương Sư, vị trước mắt này, chẳng những cứu con của hắn, còn làm cho nhi tử đột phá, cấp cho hy vọng, ân tình to lớn không cách nào báo đáp, làm sao có thể đi thẳng một mạch. Ta muốn hỏi thăm ngươi một việc. Trương Huyền nói. Trương Sư mời nói. Trương Huyền nói. Ta muốn luyện thể và rèn luyện linh hồn, không biết ngươi có phương pháp gì hoặc con đường nào không? Nếu có, hơn nữa đáng tin, coi như. Ngươi thanh toán xong ân tình của ta, ai cũng không nợ nhau. Cái này. Không nghĩ tới yêu cầu của đối phương đơn giản như vậy, Trác Phong chần chờ một chút nói. Phương pháp luyện thể ở thần giới có rất nhiều loại, ta biết một ít. Có điều đều là cho thần linh tu luyện, còn thiên thần cảnh. Quả thực biết một cái, chỉ là đối phương chưa hẳn đồng ý. Ồ, chỗ luyện thể tốt nhất là bất tử dung nham trì. Nơi này, không chỉ có dung nham bất diệt, còn có linh khí để cho người ta nhanh chóng khôi phục. Là địa phương rèn luyện thân thể thích hợp nhất, chỉ bất quá. Bất tử dung nham trì 40 năm trước đột nhiên dập tắt. Bất tử đế, tôn không có ra tay chữa trị. Nên một mực kéo đến hiện tại. Trác Phong nói. Bất tử đế tôn. Trong lòng Trương Huyền khẽ động. Một trong cửu đế. Hãm không thành ở Thượng Thương, từng gặp qua bia mộ của bất tử. Đế tôn, lúc ấy không hiểu rõ đẳng cấp của thần giới, còn tưởng chỉ là thần linh phổ thông, không có để ở trong lòng. Giờ phút này, từ trong miệng đối phương nói ra cái tên này, trong lòng nhìn không được hỏi. Cửu thiên cửu đế. Người mạnh nhất thần giới, không người có thể địch nổi, chết rồi. Cho dù tận mắt thấy bia mộ, cũng không dám tin tưởng. Đúng vậy. Trác Phong gật đầu. Có điều hắn làm người khiêm tốn, đã mấy chục năm không có xuất hiện qua, cũng không nghe thấy động tĩnh. Mấy chục năm. Trương Huyền cau mày. Thiên Túng Đại Đế, không phải giao đấu qua với hắn sao? Là giao đấu qua, nhưng chiến đấu ở nơi nào? Cụ thể có chiến đấu hay không, đều không người biết được. Ta nghe được một tin tức là, Thiên Túng Đại Đế đi qua khiêu chiến, bất tử đế tôn không có gặp liền nhận thua. Được rồi, dính dáng tới đế quân, chúng ta không nên nói nhiều cho thỏa đáng. Trác Phong hạ giọng truyền âm tới. Nếu không phải vị trước mắt này là ân nhân cứu con hắn, khẳng định cũng sẽ không nói nhiều như vậy. Những tin tức này, ở ngoại giới không chút lưu truyền. Nhưng hắn là thiên thần trung phẩm, thân ở địa vị cao, một ít tin tức vẫn có nghe qua. Gặp cũng không gặp. Trương Huyền cứng đờ. Vốn đang cảm thấy, hãm không thành nhìn thấy bia mộ bất tử đế. Tôn, có thể là giả, nghe được cái này, trong lòng không khỏi tin tưởng hơn phân nửa. Đế quân cũng sẽ chết. Hơn nữa còn là đế quân, mệnh danh bất tử. Mấy chục năm trước, linh khí của thần giới biến mất, chỉ để lại thành thị. Bất tử đế tôn biến mất không thấy gì nữa. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngươi nói vị bất tử đế tôn này, không biết trưởng khống cửu thiên nào. Trương Huyền nhìn không được nhìn qua. Cửu thiên hắn nghe người khác tỉ mỉ giới thiệu qua, cũng nhìn qua thư. Tịch liên quan, biết mấy vị đại đế, nhưng không biết vị này đến cùng là thế lực phương nào. Bất tử đế tôn, trưởng khống linh nguyên thiên, cũng gọi bất tử. Thiên. Sát bên U Hồn Thiên, ở chính nam thần giới. Trong đó ngũ, giang tam trạch, phạm vi không biết bao lớn. Ta từng có may mắn đi qua Linh Nguyên Hoàng Thành một lần, đáng tiếc chỉ đi lòng vòng ở bên ngoài chủ thành, nghe nói trong chủ thành hết sức phồn hoa,
nhưng tình huống cụ thể không hiểu rõ cho lắm, dường như mấy chục năm trước, bị Bất Tử Đế Tôn mang đi. Trác Phong nói. Trương Huyền giật mình. Linh Nguyên Thiên trước hắn đã biết, không nghĩ tới vậy mà chính là thế. Lực vị Bất Tử Đế Quân kia trưởng khống, còn gọi là Bất Tử Thiên. Nếu gọi Bất Tử Thiên, khẳng định đã sớm biết, có liên quan tới Bất Tử Đế Tôn nha. Hết chương 3797. Chương 3798. Nguyệt Thành Trì. Trước đó Bất Tử Dung Nham chỉ đối ứng chư thiên, hàng năm đều có một ít danh ngạch, để các thiên tài đi tới rèn luyện tu hành, tất cả mọi người lấy có thể đến đó làm vinh. Hiện tại Dung Nham dập tắt, không dùng được nữa, sau đó chư thiên đều xây địa phương rèn luyện thân thể. Thuộc về mình, mỗi thế lực đều có. Quân doanh chúng ta cũng có một tòa, chỉ là có tác dụng với thần linh, muốn nói thiên thần cảnh rèn luyện thân thể hiệu quả tốt nhất, chỉ sợ cũng chỉ có Nguyệt Thanh Trì của Tề gia, chỉ là nơi này, Tề gia chưa từng đối ngoại. Coi như những bộ hạ cũ như chúng ta, cũng không có phương pháp. Trác Phong cười khổ. Trương Huyền nghi ngờ. Bộ hạ cũ, ngươi lệ thuộc Tề gia. Xem như đã từng là binh sĩ của Tề gia. Dính dáng cơ mật quân sự, Trác Phong không tiện nói nhiều. Trương Huyền không có ý tứ thăm dò nói. Nếu như Tề gia chưa từng đối ngoại, vậy thì không có cách nào, theo ngươi biết, còn có phương pháp khác tăng lên thân thể không? Không truyền ra ngoài liền thôi, cũng không thể chạy tới dùng trộm nha. Hắn từ trước tới nay gò bó theo khuôn phép, chưa từng làm loại chuyện này, cũng chưa từng làm hư đồ của người ta. Hình như chính là như vậy. Không còn. Trác Phong lắc đầu. Tu vi đến thiên thần, ở thần giới cũng không tính là kẻ yếu, muốn thân thể tiến bộ, thứ cần thiết nhất định cực kỳ chân quý, trừ đại gia tộc, hoặc thế lực quan phương, người bình thường làm sao dùng được. Loại người giống như chúng ta, cơ bản đều dựa vào chân khí chậm chạp rèn luyện, dùng thời gian từng chút một rèn luyện tăng lên. Trương Huyền không nói gì. Đối phương nói không sai, đột phá thiên thần, mới biết được cấp bậc này mạnh mẽ, hiện tại đồ vật có thể hữu hiệu với mình, giá trị đều cực kỳ sang quý, người bình thường quả thực không chịu nổi. Cho nên chỉ có thể dùng thời gian tích tụ. Nếu như, Trương Sư nhất định muốn dùng mà nói, ta sẽ mặt dày đi qua thử một chút, chẳng qua rất khó thành công. Trác Phong nói. Làm phiền Trác huynh. Trương Huyền ôm quyền. Thời gian không chậm trễ được, thật sự là hắn cần cấp tốc tăng thực lực lên. Tốt. Trác Phong gật đầu, xoay người rời đi. Trương Huyền cũng không ở tại chỗ đợi chờ, mà trở lại chỗ ở, vừa tiến vào tiểu viện, liền thấy Tề Linh Nhi đã đứng ở bên trong, khuôn mặt mỏi mệt. Trương thiếu. Hỏi thăm tin tức thuận lợi không? Trương Huyền cau mày. Mang đối phương từ Dạ Minh Thành tới, chính là vì hỗ trợ tìm hiểu tin tức của Lạc Nhược Hy, vẻ mặt mỏi mệt, chẳng lẽ không công mà lui? Ta đi chợ đen của Hoàng Thành, tìm bằng hữu trước kia quen thuộc nghe ngóng tin tức, ai biết Tề Vi Nhi biết ta trở về, lại tận lực làm khó. Dễ, hơn nữa báo lên gia tộc, vừa rồi đã nhận được gia tộc đưa tin, để cho ta lập tức trở về một chuyến. Tề Linh Nhi lắc đầu. Vừa về tới gia tộc, khả năng sẽ bị cầm tù, đoán chừng lại không cách nào giúp Trương Thiếu tìm hiểu tin tức, cho nên. Đặc biệt tới báo một tiếng. Trương Huyền không hiểu. Đều là người Tề gia, tình huống bình thường biết đối phương trở về, hẳn là vui vẻ mới phải, vì sao muốn cầm tù. Tề Linh Nhi giải thích nói. Chợ đen, mặc dù là cấm kỵ, nhưng người cao tầng đều biết, bọn họ cũng hiểu lấy cục diện của thần giới trước mắt, thứ này là khẳng định không thể diệt. Trương Huyền gật đầu. Không cần đối phương nói, cũng có thể suy nghĩ ra. Thần giới linh khí suy yếu, đối với tu luyện giả mà nói, là tai họa thật lớn, muốn tu luyện mà không chiếm được tài nguyên, tương đương đập sinh lộ của người khác, rất dễ dàng dẫn tới biến cố. Một hai tu luyện giả không sao cả, nhưng số lượng nhiều, tự nhiên sẽ làm toàn bộ thần giới rung chuyển. Tuy có đế quân trấn thủ, sẽ không xuất hiện vấn đề quá lớn, nhưng cục bộ hỗn loạn, thành chủ cũng khó mà tiếp nhận. Cho nên liền có chợ đen tồn tại. Nơi này, giao dịch không cần tuân thủ quy củ, có thể giảm bớt áp lực, để thần giới ổn định hơn. Lấp không bằng khai thông. Điểm ấy giống như một ít chức nghiệp đặc thù kiếp trước, rõ ràng cha rất nghiêm, cũng biết phạm pháp, nhưng một mực tồn tại,
thậm chí rất nhiều nơi mở một con mắt nhắm một con mắt. Không phải là không muốn quản, không biết, không diệt được, mà là một khi triệt để tiêu diệt, sinh ra ảnh hưởng trái chiều càng lớn. Chợ đen ở U Hồn Thiên, cơ bản đều do Tề gia khống chế, thoạt nhìn rất phong cảnh, trên thực tế là người không nhận ra, không có cách nào đưa ra ngoài sáng. Bởi vậy bị điều động khống chế chợ đen, hầu như đều là đệ tử bị chèn ép hoặc gạt bỏ. Tề Linh Nhi cười khổ. Không bị gạt bỏ, thân là đệ tử hạch tâm, ai không nguyện ý có cái lý lịch rõ ràng, có thể cầm ra khoe người. Người cầm lái chợ đen, coi như làm ra thành tích, cũng không có cách nào lấy ra gặp người. Giống như gián điệp, nội ứng, cho dù công lao rất lớn, thậm chí vượt qua tướng quân bình thường, cũng không có khả năng viết những công lao này ra, quang minh chính đại khen ngợi. Huyết mạch của ta, nói đến cũng không tính bảng chi, đã rất gần hạch tâm, nhưng bởi vì một vài vấn đề của các tiền bối chi mạch, một mực bị chi mạch của Tề Vi Nhi chèn ép, mà hiện tại nàng ỷ vào thân phận của ca ca Diễu Võ Dương Oai, coi như ta cũng là đệ tử Tề gia, cũng không có phương pháp gì. Tề Linh Nhi nói tiếp, ca ca của nàng là hậu bối thiên tư cao nhất của toàn bộ Tề gia hiện tại, năm nay không đến 40 tuổi, đã đạt đến thiên thần thượng phẩm, hơn nữa ở trong Nguyệt Thanh chỉ kiên trì 2 canh giờ. Dựa theo trong tộc thuyết pháp, nắm giữ phong thái thần vương. Cho nên đạt được bồi dưỡng tối ưu, chi nhánh đối ứng tự nhiên nước lên thì thuyền lên. Tề Linh Nhi nói, kiên trì 2 canh giờ ở trong Nguyệt Thanh trì. Vừa nghe xong thứ này, đối phương liền nói, khó tránh khỏi có chút hiếu kỳ. Nguyệt Thanh trì là địa phương người Tề gia ta tái tạo huyết mạch, rèn luyện thân thể, để huyết mạch càng tinh khiết hơn, ở bên trong đợi thời gian càng dài, đệ tử hạch tâm bình thường có thể ở nửa canh giờ, liền xem như thiên tài. Kiên trì 2 canh giờ, gia tộc truyền thừa qua nhiều năm như vậy, thêm vào hắn, cũng mới 5 vị, 4 cái trước đều thành cường giả thần vương. Tề Linh Nhi gật đầu. Bởi vì có ghi chép, cho nên ở trong mắt tộc nhân, vị này đã là chuẩn thần vương. Tề gia lão tổ Tề Mãnh, là cường giả thần vương phong hào, trong tộc cũng có mấy vị thần vương phổ thông, nếu như lại có thể ra một vị mà nói, tuyệt đối là vinh dự cực lớn, quyền thế sẽ đại tăng. Hai đại gia tộc khác sẽ không lực tới cạnh tranh. Có thân phận chuẩn thần vương này, thái độ của tộc nhân tự nhiên khác biệt, lại có thù với đám người Tề Linh Nhi. Bị chèn ép là bình thường. Khó trách thân là người Tề gia, sẽ bị điều động đến địa phương xa xôi như thế, náo loạn nửa ngày, thì ra trong tộc còn có việc này. Nguyệt Thanh trì này, người đi vào chưa? Trương Huyền hỏi. Đi vào một lần, chẳng qua lúc đó ngay cả một phút cũng không chịu đựng nổi. Liền rời đi. Tề Linh Nhi lắc đầu. Nếu nàng cũng có thể kiên trì 2 canh giờ, gia tộc nịnh bợ cũng không kịp, ai còn dám đắc tội. Không có thực lực thì phải ăn đòn, đây là chuyện không có cách giải quyết. Một phút cũng không kiên trì được, Nguyệt Thanh trì trong miệng ngươi, rất khó thừa nhận. Lực lượng bên trong cực kỳ cuồng bạo, hơn nữa đối với chân khí và linh hồn có áp chế cực mạnh, nói cách khác, tiến vào bên trong. Không cách nào vận dụng chân khí chống cự, chỉ bằng vào thân thể mà nói, không kiên trì được bao lâu sẽ bị xé rách nát bấy, có thể kiên trì lâu, không chỉ nói rõ huyết mạch tinh thuần, còn nói rõ thiên phú cực mạnh. Tề Linh Nhi nói, không phải nàng không nguyện ý ở lâu một đoạn thời gian, mà là thực không tiếp tục ở được nữa. Tiến vào bên trong giống như nhận lấy lăng trì đau đớn, một phút đã là cực hạn. Bởi vì loại tình huống này của gia tộc, vốn coi như ngươi mời ta trở về, ta cũng sẽ từ chối, nhưng sau khi dùng mỹ dung đan ngươi luyện chế, thân thể trước đó nhận tổn thương biến mất, hơn nữa năng lực khôi phục cũng tăng lên không ít, hình như sức chống cự hỏa diễm càng mạnh, lúc này mới đáp ứng. Hy vọng có thể có cơ hội về gia tộc, đi thử một lần. Tề Linh Nhi trần chờ một chút nói. Cho nên yêu cầu của ngươi, là để cho ta giúp ngươi luyện chế đủ mỹ dung đan. Để có cơ hội lại vào Nguyệt Thanh trì. Trương Huyền hỏi. Trước đó ở Dạ Minh Thành thỉnh cầu đối phương mang mình tới đây, từng bảo đối phương đưa ra điều kiện, người sau trần chờ phút chốc, cũng không nói ra, hiện tại xem ra, có lẽ liên quan đến Nguyệt Thanh trì. Thứ này đại biểu thiên phú, có thể ở trong đó thời gian càng dài, càng được coi trọng. Dưới cái nhìn của nàng, nếu như có thể có đầy đủ mỹ dung đan, coi như lực lượng cuồng bạo trong đó cực lớn, cũng khẳng định có thể thuận lợi chống cự,
không đến nỗi ngay cả nửa canh giờ. Cũng không kiên trì được. Phải. Tề Linh Nhi cũng không phủ nhận. Đã đáp ứng ngươi, ta có thể giúp. Trương Huyền nói. Chẳng qua, ta phải cùng ngươi đi Nguyệt Thanh Trì mới được. Vừa định kiến thức chỗ luyện thể lợi hại nhất của U Hồn Thiên một chút, Tề Linh Nhi liền trở về, trước tiên có thể nghĩ biện pháp nhìn một chút, phân biệt ra cấu tạo, cùng lắm thì bản thân cũng có thể nghĩ biện pháp làm một cái chơi. Đa tạ Trương Thiếu. Ánh mắt Tề Linh Nhi sáng lên. Thật ra thì nàng tới, có mục đích rất lớn là muốn vị trước mắt này hỗ trợ. Tuy hiệu quả của Mỹ Dung Đan rất tốt, nhưng không có khả năng để. Nàng ở trong Nguyệt Thanh chỉ 2 canh giờ, nhiều nhất chỉ có thể tăng thêm 10 phút, 8 phút mà thôi. Nhưng đối phương tinh thông luyện đan như vậy, lại có nhiều thủ đoạn như vậy, sáng tạo ra nhiều kỳ tích không dám tưởng tượng như vậy. Thành tâm xuất thủ, có lẽ thật có hiệu quả không tưởng tượng nổi. Ta có thể mang ngươi đi tới trước Nguyệt Thanh Trì, nhưng không có huyết mạch Tề gia, là không cách nào tiến vào, nếu không sẽ bị lực lượng cuồng bạo trong đó xé rách, thiên thần thượng phẩm đỉnh phong cũng khó mà chống lại. Tề Linh Nhi nói, nàng tuyệt không lo lắng đối phương có gì ý khác. Nguyệt Thanh Trì không phải người Tề gia, không cách nào đi vào, vị. Trước mắt này đi cũng chỉ có thể nhìn mà thôi. Nguyên nhân chính là như vậy, trong tộc không có hạn chế quá nghiêm khắc, như người ngoài không thể tới gần. Dù sao người ngoài không cách nào sử dụng, tới gần cũng không sao, còn muốn chết thì cứ vào. Yên tâm, ta chỉ nhìn một chút, đi dạo ở bên ngoài, tuyệt không đi vào. Trương Huyền cười cười. Hắn đã nghe Trác Phong đề cập tới thứ này tồn tại, có thể kiến thức liền tốt, cũng không có đòi hỏi có thể tiến vào bên trong. Đương nhiên, có cơ hội tăng lên thân thể mà nói, cũng sẽ không từ bỏ. Chỉ cần kiềm chế một chút, không phá hư là được. Vậy là tốt rồi. Tề Linh Nhi thở phào nhẹ nhõm. Hết chương 3798. Chương 3799. Cường giả thần vương. Tề Linh Nhi trầm tĩnh lại, lúc này mới phát hiện, thanh niên trước mắt, bất luận là khí chất hay thực lực, đều có biến hóa kinh người. Thiên thần hạ phẩm, đỉnh phong, ngươi đột phá. Tề Linh Nhi choáng váng. Có chút cơ duyên, đã đột phá. Trương Huyền không có chút rung động nào. Tề Linh Nhi che ngực, cảm thấy hô hấp không thoải mái. Quá đả kích người. Vài ngày trước nhìn thấy ngươi, mới thần linh hạ phẩm đỉnh phong a. Mới bao lâu a hát, đã thiên thần đột phá. Ba đại cấp bậc, huyết mạch đế quân thì có thể bá đạo như vậy sao? Hoàn toàn có thể bỏ qua đẳng cấp và quy luật tu luyện. Mấu chốt nhất là, thái độ của đối phương. Trong mắt người khác, thiên thần cảnh khó mà đột phá, ở trước mặt hắn, giống như cấp bậc phổ thông, không có bất kỳ cảm giác thành tựu gì. Chỉ bằng vào điểm ấy, nàng càng thêm khẳng định thân phận của đối phương. Trừ huyết mạch đế quân, cái nào có thể mạnh như vậy? Tề gia thân là một trong ba gia tộc đỉnh phong nhất hoàng thành, nằm ở một ngọn núi lơ lửng trên không trung, thuê một thần thú phi hành, thẳng tắp bay lên bầu trời. Trải qua nói chuyện, Trương Huyền cũng nhìn rõ ràng thực lực chân thực của Tề Linh Nhi. Thần linh thượng phẩm đỉnh phong. Tuy không bằng mình, nhưng có huyết mạch thần vương phong hào, không thể khinh thường. Đều là một gia tộc. Không phải nhất trí đối ngoại sao? Nhớ tới nàng nói, Trương Huyền nghi ngờ nhìn qua. Đều là hạch tâm, khẳng định là huynh đệ tỉ muội, có huyết mạch liên hệ. Rất gần, vì sao còn có thể nhìn không vừa mắt, tận lực chèn ép lẫn nhau. Trước đó trong tộc một mực không có tranh đấu gì, thần vương phong hào tài nguyên hầu như vô tận, không có xung đột lợi ích, mọi người tự nhiên bình an vô sự. Tề Linh Nhi cười khổ nói. Nhưng hơn 40 năm trước, linh khí suy yếu, tài nguyên hạn chế, ai cũng không thể tránh được, tự nhiên là không có hòa thuận như trước đó. Chi nhánh của ta và Tề Vi Nhi, 20 năm trước bởi vì tranh đoạt tài nguyên, xảy ra chút biến cố, phụ thân nàng ngoài ý muốn bị giết, cho nên mới ghi hận chúng ta, vừa có cơ hội, sẽ không dễ dàng bỏ qua. A hát, Trương Huyền gật đầu, linh khí suy yếu, tài nguyên eo hẹp, có lợi ích xích mích. Anh em ruột còn ra tay đánh nhau, huống chi tộc nhân. Đây là nhân tính. Trước đó chi nhánh chúng ta tương đối mạnh, các nàng không dám nói cái gì, kèm theo ca ca của nàng quật khởi, chỉ có thể bị chèn ép từng bước. Nhớ tới tình hình những năm này, Tề Linh Nhi nhịn không được lắc đầu.
Nếu nàng ở gia tộc, khẳng định đã sớm đột phá thiên thần cảnh, không đến mức một mực vây ở cảnh giới này. Ca ca của Tề Vi Nhi có phong thái thần vương, nói tình huống cụ thể. Một chút, Trương Huyền nói, có thể được phán định có cơ hội trở thành thần vương, chỉ điều này, đủ. Để chứng minh thiên phú, tuyệt không phải thân thể mạnh mẽ là được. Ca ca của nàng gọi Tề Dược, kiểm tra huyết mạch rất tinh thuần, không chỉ như vậy, bất luận công pháp hay võ kỹ gì, đến trong tay đều sẽ trở nên vô cùng đơn giản, tiến bộ cấp tốc. Hiện tại không chỉ đạt đến thiên thần thượng phẩm đỉnh phong, càng đứng vị trí thứ 7 ở trên thần vương tiềm lực bảng. Ánh mắt của Tề Linh Nhi lộ ra khâm phục. Tuy đối địch, nhưng thiên phú và thực lực của Tề Dược là không cách nào phản bác. Trương Huyền nghi hoặc, thần vương tiềm lực bảng. Là U Hồn Hoàng Thành tiến hành xếp hạng cường giả có cơ hội xung kích thần vương, tuy đi vào xếp hạng, 89 phần 10 không cách nào thành công, nhưng đại biểu thực lực và địa vị, mỗi một vị đều được tôn kính và tôn sùng. Tề Linh Nhi nói, hạng 7, chẳng phải đại biểu phía trước còn có 6 người còn mạnh hơn. Trương Huyền kỳ lạ, Tề gia nắm giữ thần vương phong hào, gia tộc ở toàn bộ U Hồn Hoàng Thành cũng được cho đỉnh phong, thế hệ sau thiên tài nhất. Vậy mà chỉ có thể xếp thứ 7. Không nên xem thường hạng 7 của hắn. Biết ý nghĩ của hắn, vẻ mặt Tề Linh Nhi nghiêm túc. Cường giả thiên thần, tuổi thọ là 1.000 năm, có thể xếp tới 6 người đứng đầu, cái nào không sống 500 năm trở lên, Tề Dược không tới 40 tuổi liền có thể nắm giữ thành tựu hiện tại, đã rất đáng sợ. Ai có thể bảo đảm, lại qua 50 năm, 100 năm, hắn không đến thứ nhất. Trương Huyền nói không ra lời. Càng trẻ, thành tựu càng cao, đại biểu tiềm lực càng lớn. Không tới 40 xếp thứ 7, tỷ lệ đột phá thần vương khẳng định lớn hơn 500 tuổi không biết gấp bao nhiêu lần. Trương Thiếu, đan dược để cho ta có thể tiếp nhận lực lượng của Nguyệt Thanh Trì. Ngươi luyện ra chưa? Lại phi hành một hồi, Tề Linh Nhi nhìn không được hỏi. Đối phương đáp ứng xong liền muốn tới, cũng không nhìn thấy quá trình phối chế dược vật. Chẳng lẽ còn không có làm ra, nếu thực như thế, một khi vào gia tộc, liền không còn cơ hội. Cái này không vội, ta muốn đích thân nhìn tình huống của Nguyệt Thanh Trì, mới có thể phối chế dược vật đối ứng, nếu không không cách nào phát huy hiệu quả mạnh nhất. Trương Huyền thuận miệng nói. Vậy được rồi. Thấy thanh niên trước mắt tự tin như vậy, Tề Linh Nhi không nói thêm lời. Thời gian không dài, thần thú phi hành bay ra hơn 1.000 cây số. Ngay sau đó nhìn thấy một ngọn núi bị mây mù lượn lờ xuất hiện ở trước mắt. Ngọn núi này khác sơn mạch bình thường, tựa như bị người dùng lực lượng lật ngửa, phía dưới nhọn, cắm rễ ở trong hư không, phía trên bằng phẳng như gương, một phủ đệ huy hoàng cao to nằm ở phía trên, vô số. Tiên hạc phi hành trong đó, cầu vồng chiếu rọi, tựa như chỗ ở của thần tiên. Không hổ là một trong mấy gia tộc mạnh mẽ nhất U Hồn Hoàng Thành, quả nhiên không tầm thường. Chung quanh nơi này có trận pháp không? Minh Lý Chi nhãn chiếu rọi, Trương Huyền nghi ngờ nhìn lại. Lơ lửng bốn phía đỉnh núi, rõ ràng cảm ứng được có trận pháp, nhưng Minh Lý Chi nhãn nhìn không ra. Tấn cấp đến thiên thần, năng lực của Minh Lý Chi nhãn cũng tiến bộ. Không ít, như vậy cũng nhìn không ra, chứng minh trận pháp ở bốn phía. Đỉnh núi cực kỳ cường đại, đoán chừng là vị thần vương phong hào kia tự mình ra tay. Là có đại trận, có điều yên tâm, có thể tự động phân biệt huyết mạch, chỉ cần tộc nhân trở về, liền sẽ cho qua. Tề Linh Nhi nói. Trương Huyền gật đầu, cũng không hỏi nhiều. Giống như đối phương nói, thần thú phi hành đi vào phạm vi đỉnh núi, cũng không dẫn động trận pháp công kích, rất mau tới trước một sơn môn. Linh Nhi tỷ, người trở về. Hai thanh niên giữ cửa nhận ra thân phận của Tề Linh Nhi, cười tiến lên đón. Ta muốn gặp gia chủ. Cũng không phí lời, Tề Linh Nhi nói. Mời tới bên này. Một thanh niên liếc mắt nhìn Trương Huyền, cũng không nhiều lời, đi đầu dẫn đường. Đi vào phủ đệ, Trương Huyền cảm thấy từng đạo linh khí nồng nặc, chui vào làn da, để hắn có loại xúc động nhìn không được ngồi xuống tu luyện. Không hổ là chỗ cường giả phong vương cư trú, linh khí ở hoàng thành tới so sánh, cái gì cũng không bằng. Ở đây tu luyện. Cho dù không cần thần nguyên đan thượng phẩm, cũng có thể rất nhanh đột phá thiên thần trung phẩm. Đi theo sau lưng thanh niên, đi một hồi, tới trước một đại điện rộng lớn, không đợi bao lâu, hai người đi vào.
Một trung niên hai tay chắp sau lưng, đứng ở chính giữa gian phòng. Hai người đứng ở bên cạnh. Nam hơn 30 tuổi, nữ tuổi thường đường Tề Linh Nhi, dung mạo xinh đẹp, trang phục bó sát người, dáng người hoàn mỹ triển lộ ra, so với Tề Linh Nhi, thế mà không kém chút nào. Gia chủ, Tề Linh Nhi ôm quyền hành lễ, Trương Huyền biết mình tới chỉ là nhìn Nguyệt Thanh Trì, nên không nói chuyện, đối phương làm cái gì, hắn làm cái đó. Gia chủ gật đầu, nhàn nhạt nhìn qua. Tuy Dạ Minh Thành là khu vực xa xôi nhất của U Hồn Thiên, nhưng ý nghĩa chiến lược không tầm thường, ta để ngươi trấn thủ chỗ kia, tìm hiểu tin tức, không cho phép thì không được trở về. Vì sao lặng yên không tiếng động trở về? Nếu không phải Vi Nhi nói, gia tộc cũng không biết. Tuy âm thanh không lớn, lại mang theo uy nghiêm nồng đậm, cho người ta một loại cảm giác hô hấp khó mà thông thuận. Cường giả thần vương. Trương Huyền run lên. Tuy đối phương không có bày ra thực lực, lại cho người ta một loại cảm giác thâm bất khả trắc, như mọi cử động không bàn mà hợp thiên đạo, nếu như làm trái, nhất định gặp phải trừng phạt cực lớn. Tinh thần thu vào trong cơ thể, Trương Huyền mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, không nhúc nhích, tinh khí thần toàn thân nội liếm. Hắn chỉ vì Nguyệt Thanh Trì mà đến, không muốn xích mích với một vị. Cường giả thần vương. Hắn thu liếm lực lượng, Tề gia chủ quả nhiên không có phát hiện thay đổi, còn tưởng là tùy tùng đi theo Tề Linh Nhi, nên không để ý. Gia chủ, ta. Cảm nhận được đối phương mang tới áp lực, Tề Linh Nhi có chút khẩn trương, vừa định nói chuyện, liền nghe âm thanh của gia chủ vang lên lần nữa. Cho ngươi một cơ hội giải thích, nếu như lý do không thể để cho ta thỏa mãn, kết quả ngươi hẳn phải biết. Vâng. Tề Linh Nhi hít sâu một hơi, cắn răng. Dưới cơ duyên xảo hợp, thân thể ta phát sinh biến hóa thoát thai hoán cốt, cho nên trở về, thỉnh cầu đi vào Nguyệt Thanh Trì rèn luyện. Lý do này của ngươi quá sứt sẹo đi. Gia chủ không lên tiếng, nhưng nữ tử ở một bên cười lạnh. Thiên phú một người, vừa ra đời liền chú định, chẳng lẽ ngươi còn cảm thấy thiên phú của mình còn có thể tăng thêm? Đệ tử Hạch Tâm, có 3 cơ hội đi vào Nguyệt Thanh Trì rèn luyện, đối phương chỉ dùng một lần, dưới tình huống bình thường, là có thể xin lần thứ hai. Nhưng lần đầu tiên thành tích kém như vậy, coi như xin lần thứ hai, lại có thể đo lường ra cái gì? Thiên phú, không có khả năng bởi vì trải qua một đoạn thời gian, liền sẽ phát sinh thay đổi. Ta cũng thấy thiên phú không thể tăng thêm, nhưng sự thật như thế. Nào, gia chủ hẳn có thể thấy được. Tề Linh Nhi không thèm để ý đối phương, thản nhiên nói. Sở dĩ cảm thấy Trương Huyền có thể hỗ trợ. Bởi vì sau khi dùng Mỹ dung đan, nàng không chỉ loại bỏ tai họa ngầm, còn cảm giác dường như thể chất cũng có thay đổi, tốc độ chân khí lưu chuyển so với trước kia càng thêm nhanh chóng. Thiên phú tăng thêm. Gia chủ lắc đầu. Lý do này ta chưa thỏa mãn. Gia chủ có thể thử một lần. Tề Linh Nhi vội nói. Thử, thiên phú làm sao thử? Nữ tử cười nhạo. Có thể thử thực lực. Thử chiêu số, thiên phú làm sao kiểm tra? Rất đơn giản, gia chủ có thể truyền thụ võ kỹ đồng dạng, ta và Vi Nhi tỷ tỷ đồng thời học tập nửa canh giờ, tiếp đó áp chế tu vi đến cảnh giới tương đồng tiến hành luận võ, người nào lĩnh ngộ võ kỹ càng cao minh hơn, như vậy thiên phú của người đó càng cao. Điểm ấy không có vấn đề chứ? Tề Linh Nhi khẽ mỉm cười. Có thể quản lý chợ đen một phương, nhiều năm như vậy không xuất hiện vấn đề. Nàng tự nhiên không phải hạng người lỗ mãng, đối phương mật báo, để nàng lúng túng như vậy, trước khi đến đã nghĩ kỹ đối sách dạy dỗ. Hết chương 3799. Chương 3800. A, xem ra ngươi rất tự tin. Nghe được muốn tỉ võ, Tề Vi Nhi không những không khẩn trương, ngược lại trên mặt lộ ra vui vẻ nghiền ngẫm. Nếu như ta nhớ không lầm, khi đó thành tích của ngươi ở Nguyệt Thanh Trì, không đến một phút a. Vâng, Tề Linh Nhi gật đầu. Ta không đến một phút, Vi Nhi tỷ tỷ là nửa canh giờ, thiên tư bất phàm, tỷ thí tu luyện võ kỹ, đo lường thiên phú, đối với ngươi mà nói, không tính là gì a? Không tính là gì, chỉ cần ngươi không sợ mất mặt là được. Tề Vi Nhi nhẹ nhàng cười một tiếng, đi vào giữa đại sảnh. Gia chủ, ta nguyện ý cùng nàng tỷ thí, có điều nếu như nàng thua, ta cho rằng là cố ý lừa gạt gia chủ. Hy vọng có thể giam cầm nàng. Tước đoạt thân phận đệ tử Hạch Tâm. Tước đoạt thân phận đệ tử Hạch Tâm,
tương đương với rút ra huyết mạch, thuộc về trừng phạt lớn nhất của đệ tử gia tộc. Bình thường đều dùng ở trên người kẻ phản bội, một khi bị sử dụng, không chỉ bản thân, toàn bộ chi nhánh đều vĩnh viễn không ngẩng đầu được lên. Tề Vi Nhi này, xem bộ dáng là ý định một lần để Tề Linh Nhi mất đi cơ. Hội xoay người. Đủ hung ác. Nếu Vi Nhi tỷ tỷ đưa ra cá cược, vậy ta có phải cũng nên nói một chút, nếu như ta thắng, ngươi cũng phải nhận trừng phạt tương đồng hay không? Tề Linh Nhi nói. Ta lại không lừa gạt gia chủ, càng không làm trái quy định gia tộc, không được cho phép, tự mình chạy về. Cho dù thua, cũng chỉ là không thích ứng loại vũ khí này, không nên nhận trừng phạt nha. Tề Vi Nhi cười nhạt một tiếng. Huống chi muốn ta thua, chỉ bằng loại thiên phú của ngươi. Không nghĩ tới nàng chỉ muốn ăn không muốn thua, Tề Linh Nhi hừ. Một tiếng nói. Dám đánh cược, tự nhiên phải có cá cược, nếu không, chỉ là đo lường thiên phú mà thôi. Trục xuất ta ra khỏi hạch tâm, Vi Nhi tỷ tỷ, khẩu khí của ngươi quá lớn đi, đây là muốn thay gia chủ quyết định sao? Làm càn. Tề Vi Nhi biến sắc, đang muốn tiếp tục nói chuyện, chỉ thấy gia chủ. Nhíu mày. Được rồi, tu luyện võ kỹ, quả thực là một loại phương pháp đo lường thiên phú, các ngươi đều đã đáp ứng, ta liền cho các ngươi nửa canh giờ. Cường giả thần vương, tuổi thọ là 10.000 năm, có nhiều thời gian lắm. Hai người thoạt nhìn tuổi không kém nhiều, trên thực tế đã cách nhau không biết bao nhiêu đời, tình cảm cực kỳ yếu, đối với hắn mà nói, cái gọi là tăng lên thiên phú, tuy không đáng tin cậy, nhưng nếu người trong cuộc muốn tỉ thí, cũng không cần phải khuyên can, xem náo nhiệt là được. Nếu quả thật có thể tăng lên thiên phú, tự nhiên tốt nhất, không thể tăng lên, cũng không tổn thất cái gì. Nói xong, Tề gia chủ xoay người ngồi về vị trí, cổ tay rung lên. Một quyển sách xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đây là võ kỹ ta vừa sáng lập ra, chưa hề cho người ngoài nhìn, có thể. Bảo đảm công bằng. Cong ngón tay búng một cái, một cây nhang lớn xuất hiện ở phía trước, thiêu đốt lên, tỏa ra hương thơm mát. Bắt đầu. Kèm theo lời nói, thư tịch lơ lửng, tự động lật giấy. Tề Linh Nhi, Tề Vi Nhi không còn dám nói nhiều, toàn bộ tập trung tinh thần nhìn sang. Thân là thần linh thượng phẩm, tinh thần hai người mạnh mẽ, sách lật rất nhanh, các nàng xem cũng không chậm, không đến 3 phút đã xem xong nội dung, càng ghi nhớ xuống. Vù vù, vù vù. Đồng thời ngồi xuống, hai người bắt đầu tìm hiểu bí ẩn võ kỹ. Trương Huyền đứng ở một bên, áp chế lại tu vi, con mắt quét tới sách. Vù vù. Trong đầu nhiều ra một quyển sách. Lật một chút, vẻ mặt bất đắc dĩ. Sai lầm cũng quá nhiều đi. Công pháp trong đầu, sai lầm rậm rạp chằng chịt, vậy mà tiếp cận 100 điểm. Vốn cho rằng loại cường giả này, kiến thức phi phàm, tự mình sáng lập ra công pháp, nhất định sai lầm rất ít, thích hợp tu luyện hơn, không nghĩ. Tới nhiều sai lầm như vậy, hầu như không cách nào hoàn thành. Đoán chừng là khảo nghiệm của hắn. Sai lầm càng nhiều, càng khó tu luyện. Đang cảm xúc, trong lòng đột nhiên khẽ động. Tuy cảm thấy đối phương sáng lập ra công pháp có chút phế vật, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, chưa hẳn không có đạo lý. Tề Linh Nhi, Tề Vi Nhi tỉ thí là thiên phú, lĩnh ngộ công pháp, nếu như bộ công pháp 10.000 chỗ hở này cũng có thể lĩnh ngộ, thiên phú khẳng định cực mạnh. Muốn nghiên cứu một chút, bản thân có thể tu luyện hay không, ngay sau đó cảm thấy buồn nôn, nhịn không được ngừng lại. Công pháp này, thực không nhìn nổi a hát. Đã quen tu luyện công pháp thiên đạo, như hoàng đế quen dùng thức ăn ngon, đột nhiên để hắn ăn thứ mà ăn mày cũng không ăn, có thể nuốt xuống mới là lạ. Được rồi. Trong lòng Trương Huyền than thở, tinh thần khẽ động, vô số thư tịch hội tụ vào một chỗ, thời gian nháy mắt, sửa chữa sai lầm xong xuôi, tạo thành một bộ công pháp thiên đạo mới tinh. Đối phương vì thích ứng thực lực của đám người Tề Linh Nhi, lấy ra võ kỹ không tính cao minh. Hắn vừa vặn ở danh sư đường nhìn qua không ít thư tịch liên quan, gom góp pháp quyết cũng không khó khăn. Nhìn lướt qua công pháp vừa hình thành, tinh thần khẽ động, thần lực chảy xuôi toàn thân, thời gian nháy mắt là đến tình trạng hoàn mỹ. Quá đơn giản. Trong lòng Trương Huyền thầm nhủ. Cái này cũng gọi khảo hạch. Dọa người chơi đi. Nhìn không được nhìn về phía Tề Linh Nhi, chỉ thấy đầu nàng đầy mồ. Hôi. Dường như lĩnh ngộ có chút không trôi chảy, không cách nào tu luyện. Thì ra là thế.
Trương Huyền giật mình. Mới vừa rồi còn cảm xúc vì sao cường giả thần vương trước mắt sáng lập ra công pháp kém cỏi như vậy, hiện tại mới hiểu được, hẳn là đối phương cố ý. Làm ra công pháp trăm ngàn chỗ hở, mục đích không phải vì để các nàng luyện thành, mà là nghĩ biện pháp thay đổi võ kỹ này càng thích hợp bản thân. Người có thể không cứng nhắc học tập, không hạn chế kiến thức văn bản, mới có thể đi càng xa, mới có thể mệnh danh thiên phú mạnh. Không hổ là nhân vật sống mấy ngàn năm, quả nhiên không đơn giản như tưởng tượng. Không đúng, không đúng, làm sao không tu luyện được? Chẳng lẽ, thiên phú của ta kém như vậy? Gia chủ tự mình sáng lập ra công pháp, khẳng định là thí nghiệm qua, làm sao có thể không cách nào tu luyện? Nhất định là ta ở đâu hiểu không đúng. Hai nữ tử đều cau mày, từng cái tràn đầy lo lắng. Đánh cược quá lớn, ai cũng không muốn thua. Nhưng công pháp trước mắt, nhìn đã lâu như vậy, vậy mà một chút cảm giác cũng không có, thậm chí không thể triệt để hiểu, như vậy còn làm sao tu luyện. Thời gian trôi qua rất nhanh, mắt thấy nửa canh giờ đã sắp qua đi, hai người vẫn không có bất kỳ đầu mối, hình như bộ công pháp này vô duyên với các nàng vậy. Đáng tiếc, nhìn hai người biểu hiện ở trong mắt, Tề gia chủ lắc đầu. Ý nghĩ của hắn giống như Trương Huyền đoán, bộ công pháp này, mặc dù trăm ngàn chỗ hở, lại bị hắn nấp rất kỹ, dưới tình huống bình thường, là không có cách nào thành công, nửa canh giờ, nếu như có thể hiểu điểm ấy, coi như không có tu luyện ra cái gì, vẫn là thiên phú càng cao hơn một bậc. Tin sách không bằng không sách. Vừa rồi cố ý nói là bản thân sáng lập ra pháp quyết, chính là cho hai người áp lực, để bọn hắn tưởng lầm là thật, không nghĩ tới thật đúng là bị lừa rồi. Hiện tại còn không có đi ra ngõ cụt. Cảm xúc xong, đang tràn đầy thất vọng, đột nhiên tinh thần khẽ động, nhìn về phía Tề Vi Nhi. Chỉ thấy lông mày nàng nhăn lại giãn xuống, dường như nghĩ thông suốt cái gì, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Thiên phú của nàng, quả thực mạnh hơn một bậc. Tề gia chủ gật đầu. Có thể ở trong Nguyệt Thanh chỉ nửa canh giờ, đều được cho thiên tài gia tộc, Tề Vi Nhi quả thực mạnh hơn Tề Linh Nhi rất nhiều. Hẳn là rõ ràng xáo lộ trong bộ công pháp này, muốn sửa chữa công pháp sau đó tiến hành tu luyện. Tiếp tục như vậy, Tề Linh Nhi sẽ thất bại. Trương Huyền cau mày. Lúc này Tề Linh Nhi vẫn không có đầu mối, nửa canh giờ sắp tới, lại không rõ ràng mục đích của đối phương, vô cùng có khả năng thua, bỏ. Ra đánh đổi càng lớn. Nàng thua, ta liền không có cách nào vào Nguyệt Thanh Trì. Trong lòng Trương Huyền có chút khẩn trương. Tuy đột phá thiên thần, nhưng trong nháy mắt nhìn thấy Tề gia chủ. Liền biết, cố xông vào trộm dùng Nguyệt Thanh Trì, khẳng định không được. Cường giả thần vương thực sự quá cường đại, thực lực của hắn coi như. Lại bạo tăng gấp 10 lần, cũng khẳng định không phải đối thủ. Nếu là lúc khác, có thể lặng lẽ truyền âm, giúp nàng gian lận, nhưng ở. Đây, Trương Huyền không có cách nào. Ở dưới thần vương quan sát, đừng nói vụng trộm truyền âm. Chỉ cần có một tia động tác, khẳng định sẽ bị đối phương phát giác, từ đó bị loại. Không đúng, tuy không hiểu Tề Linh Nhi nhiều, nhưng nếu dám khiêu chiến, khẳng định có nắm chắc nhất định, làm sao có thể một tia hy vọng cũng không có. Trong lòng Trương Huyền hơi động. Quen biết cô gái này thời gian không dài, nhưng nàng làm bất cứ chuyện gì, đều sớm chuẩn bị, không nói cái khác, chỉ nói đối mặt bản thân, thoáng cái liền nhìn ra Mỹ Dung Đan có thị trường. Cùng với tiềm lực của mình, tiêu phí đánh đổi lớn đầu tư. Thậm chí bản thân muốn tới nơi này, cũng không có bất kỳ chần chờ đáp ứng. Loại người này, làm sao có thể không có chút chuẩn bị nào? Bản thân nói ra đánh cược, lại phá hỏng chính mình. Mang theo nghi ngờ nhìn lại nữ hài, nhìn một hồi, phát hiện không có khác thường, quả thực không hiểu bộ võ kỹ này, lần nữa nhìn về phía Tề. Vi Nhi, thiếu hụt. Một quyển sách xuất hiện ở trong óc. Đối phương đang tu luyện võ kỹ, tùy thời cũng có thể mượn dùng thư. Viện. Mở thư tịch ra, nội dung bên trong hiện lên trước mắt. Cái này. Xem xong khuyết điểm trong đó, lông mày Trương Huyền nhăn lại. Đang cảm giác kỳ lạ, vì sao Tề Linh Nhi nói đánh cược lại sắp thua, náo loạn nửa ngày, đối thủ của nàng cũng không nhìn ra mục đích của Tề gia chủ. Sở dĩ có thể tu luyện thành võ kỹ. Là thanh niên cách đó không xa động tay động chân. Không có gì bất ngờ xảy ra, người này là Tề Dược trước đó Tề Linh Nhi nói. Cũng chỉ có loại thiên tư như hắn,
mới có thể trong thời gian ngắn phát giác công pháp có vấn đề, hơn nữa sửa chữa một phen, thậm chí truyền thụ cho người khác, làm cho đối phương hiểu. Cái tên này, thủ đoạn thật xảo diệu. Ở trước mặt truyền thụ, có thể ẩn tàng để cường giả thần vương không phát hiện, tề dược thật đúng là rất lợi hại. Nói thật, không sử dụng thư viện dò xét, hắn cũng không phát giác được. Nghe tới rất khó, nói trắng ra lại vô cùng đơn giản. Tề dược thuần phục một loại cổ trùng đặc biệt, trước đó liền lặng lẽ để vào trong cơ thể muội muội. Cổ trùng và hắn có thể tiến hành linh hồn câu thông, loại giao lưu này là cường giả thần vương cũng khó mà phát hiện. Chỉ cần khống chế cổ trùng, để hắn dọc theo kinh mạch đặc biệt đi một vòng, Tề Vi Nhi ngu nữ cũng rõ ràng, đó là một đại chu thiên tuần hoàn, thần lực dựa theo cái này đi, khẳng định có thể luyện thành bộ võ kỹ kia. Ngay trước mặt thần vương gian lận, còn thành công. Tề dược này quả thật không đơn giản. Hết chương 3800. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 171.